Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 97. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục, những gì ngươi nói có hơi mơ hồ rồi. A Mục lắc đầu, so với những gì ta nói, cuộc đời của ngươi còn mơ hồ hơn gấp trăm lần. Diệp Huyên hỏi, ai đang nắm giữ vận mệnh của ta? A Mục nhìn thẳng vào Diệp Huyên, chính ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? A Mục chỉ vào ngực Diệp Huyên, tự ngươi đang tính kế chính mình, cũng bởi vì như vậy, cô gái váy trắng không thể một kiếm chém đứt nhân quả kiếp trước của ngươi, bởi vì nàng không dám, nếu nàng chém, sẽ chém đứt luôn cả ngươi. Bởi vậy, điều nàng cần làm là thay đổi quỹ đạo vận mệnh trên người ngươi. Mà ngươi phải hiểu, đối với nàng mà nói, phá hư dễ hơn rất nhiều so với thay đổi. Nhưng nàng không thể phá hư. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếp trước của ta đang tính kế kiếp này của ta. A Mục lắc đầu, không, còn hơn thế nhiều. Diệp Huyên nhăn mày, có ý gì? A Mục trầm lặng, một lát sau, nàng ta mở lòng bàn tay, một quyển sách rất dày xuất hiện trong tay, quyển sách này là của một người lúc trước để lại chỗ ta. Diệp Huyên hỏi, ai? A Mục nhìn thẳng vào Diệp Huyên, tiên tri. Tiên tri. Diệp Huyên híp mắt lại, ông ta để lại cho cô. A Mục gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên tri đang tính kế ta. A Mục nhìn thẳng vào Diệp Huyên, khó chấp nhận sao? Diệp Huyên lắc đầu, cũng không phải, chỉ là ta có chút không hiểu, vì sao hắn lại muốn tính kế ta? Ta có cái gì đáng để tính kế? A Mục lắc đầu, người suy nghĩ quá đơn giản. Diệp Huyên nhăn mày, có ý gì? A Mục im lặng. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục, còn có điều gì không thể nói với ta? A Mục nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút phức tạp, tiên tri kỳ tài ngút trời, sự xuất hiện và biến mất của hắn đều là giống như một câu đố. Ngươi ở thư viện Vạn Duy, vậy ngươi có biết tiên tri xuất hiện như thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu, bởi vì ngay cả Phu Tử và Trương Văn Tú cũng không biết tiên tri xuất hiện như thế nào. A Mục nhìn thoáng qua quyển sách cổ trong tay, sau đó nói, ta nói thật với ngươi, sở dĩ ta tỉnh lại đầu tiên, đồng thời gặp được ngươi, chính là bởi vì quyển sách này, đơn giản mà nói, chính là bởi vì tiên tri. Nhưng ta có quyền lựa chọn, ta có thể lựa chọn ngươi, cũng có thể không chọn ngươi, mà tiên tri cũng không ép buộc, cũng giống như ngươi gặp được A-La vậy. Hắn cũng không gò ép, chỉ để cho chúng ta tự mình lựa chọn. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ đã hiểu ra chưa? A-La lựa chọn ngươi là bởi vì ngươi, mà không phải bởi vì tiên tri, lại càng không phải bởi vì cô gái váy trắng. Bởi vì trong khoảng thời gian nàng mất đi trí nhớ, ngươi đối tốt với nàng, không có bất kỳ mưu lợi nào. Cho nên, nàng không cắt đứt nhân quả với ngươi. Bằng không, với thực lực của nàng ta thì hoàn toàn có thể một kiếm chém đứt tất cả quan hệ nhân quả giữa nàng ta và ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, làm sao cô biết những việc này? A Mục nhìn Diệp Huyên, ngươi thực sự cho rằng Đại Tế Ti ta là một người bất tài sao? Ta nói cho ngươi, ta biết rất nhiều điều mà ngươi không biết. Còn có, ta lựa chọn ngươi, cũng không phải bởi vì tiên tri. Lại càng không là bởi vì cô gái váy trắng, mà là bởi vì ngươi. Bởi vì ta biết, ngày sau khi đối mặt với ngũ duy kiếp, đối mặt một số chuyện không thể chống cự, ngươi sẽ không từ bỏ những người bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không vì chính mình mà buông bỏ bạn bè và người thân. Giống như khi gặp đám Hạo Thiên, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ ta, cũng chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng ta, càng không xem ta là Đại Tế Ti, ngươi chỉ xem ta là A Mục. Mà ta lựa chọn ngươi làm vô thị là muốn ngươi sau này trợ giúp ta, trợ giúp phu tộc, nhưng ta lựa chọn ngươi làm vô thị, cũng là nghiêm túc, đương nhiên, mục đích của ta cũng là thật, điều này ta đã nói với ngươi từ trước rồi. Diệp Huyên trầm lặng. A Mục lại nói, ngươi vừa rồi hỏi ta có phải vì cô gái váy trắng mới lựa chọn ngươi, lúc ấy, ta rất giận, ngươi từ khi nào đã trở nên không tự tin như vậy? Diệp Huyên im lặng. A Mục nhẹ giọng nói, ngươi không phát hiện sao? Cô gái váy trắng không mang ngươi theo bên mình, mặc cho ngươi tự do, bởi vì sao? Bởi vì nàng tin tưởng ngươi có thể tự đi tốt đường đời của mình. Nếu không vậy, nàng mang ngươi theo bên người, thế gian này ai có thể giết ngươi? Nhưng như vậy đối với ngươi mà nói, giống như là một con lợn bị nhốt trong lồng, cuộc đời căn bản không có ý nghĩa gì. Nói xong, nàng ta dừng một chút. Lại nói, còn cả huyết mạch của ngươi, cha của ngươi khẳng định không phải người bình thường,
ông ta vì sao nuôi thả ngươi? Bởi vì ông ta tin tưởng ngươi, mà ngươi vì sao lại không tin tưởng chính mình? Diệp Huyên trầm lặng. A Mục lại nói, ngươi có biết thật ra lúc mới đầu Nhân Vương đã từ chối lựa chọn ngươi? Diệp Huyên nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, biết vì sao không? Bởi vì ông ta nói, trên người ngươi có quá nhiều nhân quả. Nhìn thấy chưa, ông ta không phải vì cô gái váy trắng và tiên tri nên lựa chọn ngươi, ngược lại đây mới là điều khiến ông ta lo lắng. Nhưng ông ta cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? A Mục nhìn Diệp Huyên, bởi vì ông ta lựa chọn chính là con người ngươi. Diệp Huyên vẫn có chút khó hiểu. A Mục nói, còn nhớ ngày hôm đó khi ta và ngươi lần đầu gặp nhau không? Lúc đó, ta thăm dò vận mệnh của ngươi, cô gái váy trắng muốn giết ta, lúc ấy ta bảo ngươi cứu ta. Diệp Huyên gật đầu. A Mục hỏi lại, vì sao phải cứu ta? Diệp Huyên sửng sốt. Vì sao cứu A Mục? Lúc ấy hắn thật sự không nghĩ nhiều như vậy. A Mục nhẹ giọng nói, sở dĩ ngươi sửng sốt, là bởi vì lúc ấy ngươi chỉ muốn cứu người, cũng không nghĩ tới lợi dụng ta hoặc là đạt được sự trợ giúp từ ta. Giống như lúc trước ngươi dẫn theo A-La, ngươi giúp đỡ nàng ta, không hề nghĩ tới lợi dụng nàng ta hoặc là đạt được thứ gì đó từ nàng ta. Mà sau này nàng ta giúp ngươi, những điều này không liên quan gì đến cô gái váy trắng, đây là tự ngươi gieo nhân lành gặt được quả tốt. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là kiểu người mà đối xử tốt với ngươi, ngươi sẽ đối tốt lại với người ta gấp trăm lần, nhưng nếu người khác đối xử với ngươi không tốt, ngươi tuyệt đối sẽ không lấy ơn báo oán, ngươi sẽ tàn nhẫn hơn đối phương. Diệp Huyên im lặng, A Mục nhẹ giọng nói, còn cả Tiểu Đạo, đừng thấy nàng ta giúp đỡ ngươi rất nhiều, thật ra nàng ta cũng nhận được không ít lợi ích từ ngươi, những tử khí của ngươi có giá trị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, Tiểu Đạo cô nương giúp đỡ ta rất nhiều, chút tử khí kia không đáng là gì. A Mục nhìn Diệp Huyên, ngươi rất hào phóng với bạn bè và người thân của ngươi. Sở dĩ ta nói với ngươi nhiều như vậy là muốn nói cho ngươi, ngươi đừng quan tâm cái gì kiếp trước kiếp này, cũng đừng quan tâm bất cứ kẻ nào, điều ngươi phải làm là sống tốt cuộc đời của mình. Sống tốt cuộc đời của mình. Diệp Huyên trầm tư. Mới đầu, hắn còn có thể không suy nghĩ kiếp trước kiếp này, nhưng sau này, hắn không thể không suy nghĩ. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, theo ta đi. Nói xong, nàng ta xoay người đi về phía xa. Diệp Huyên đi theo. Trên đường, A Mục lại nói, ngươi phải nhớ, ngươi chính là ngươi chỉ cần hiểu điều này là được. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục, lúc trước hình như cô còn điều chưa nói hết. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, nói cái gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi nói, tiên tri không biết là từ đâu đến, đây là có ý gì? A Mục trầm lặng một lát, sau đó nói, tiên tri kỳ tài ngút trời. Sự hiểu biết của hắn về thế gian này tuyệt đối nhiều hơn thiên đạo, vậy vấn đề đến rồi. Quá khứ của người như vậy lại hoàn toàn không có ai biết gì cả. Diệp Huyên nhăn mày lại, có ý gì? A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, tiên tri từ đâu đến? Diệp Huyên dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên nặng nề. A Mục nhìn Diệp Huyên, ngay từ đầu, ta đã nhìn mọi chuyện quá nông cạn. Sau này ta mới phát hiện, nước ở đây quá sâu. Mà muốn làm rõ mọi nhân quả trên người của ngươi, chỉ có thể làm rõ thân phận của tiên tri trước. Mà tiên tri đã được xác định là không còn, vậy vấn đề đến rồi. Cô gái váy trắng giúp ngươi ngăn cản cái gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không phải là nhân quả trên người ta sao? A Mục chậm rãi nhắm mắt, là nhân quả trên người ngươi. Ta có thể nhìn thấy nhân quả của tiên tri, nhưng theo ta nhân quả của tiên tri không cần nàng ta đối kháng. Bởi vì kế hoạch của tiên tri vô hại đối với ngươi. Nghe vậy, đồng tử Diệp Huyên co rụt lại, trên người ta còn có nhân quả lớn hơn tiên tri. A Mục gật đầu, ngươi là nhân quả nằm trong nhân quả. Diệp Huyên còn đang muốn hỏi gì đó, nhưng A Mục lại lắc đầu, đừng, ta cũng không nhìn thấu. Nói xong, nàng ta càng bước nhanh hơn. Diệp Huyên vội đi theo, A Mục. A Mục quay đầu nhìn Diệp Huyên, cái gì cũng đừng hỏi. Cái gì cũng đừng nói, đi theo ta là được. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó cũng đi theo. Không lâu sau, A Mục dẫn Diệp Huyên đến trước một quán rượu trong thành, quán rượu buôn bán cũng không tệ, nhìn thấy A Mục đến,
Một vài người Vu tộc vội đứng dậy đi đến trước mắt A Mục kính cẩn làm lễ, bái kiến đại tế ti. Mà Diệp Huyên phát hiện, trong sân chỉ có một người không hành lễ, là ông chủ của quán rượu. Ông chủ quán rượu là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào xám đơn giản, trước ngực còn thắt một miếng vải đen, đang làm mì. A Mục nhìn cao thủ Vu tộc trước mặt, khẽ nói, chư vị mời đứng lên. Những cao thủ Vu tộc kia lần lượt đứng dậy. A Mục khẽ hành lễ với mọi người, nói, làm phiền chư vị rời đi một lúc, ta có chút chuyện phải xử lý ở đây. Nghe vậy, những cao thủ Vu tộc kia vội vàng đáp lễ, sau đó lặng yên lui xuống. A Mục đi đến trước mắt người đàn ông trung niên, nàng ta khẽ thi lễ, Giang Thúc. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi chọn sao? A Mục gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông trung niên gật đầu, ngươi chọn, đương nhiên là không tệ. A Mục nói, muốn nhờ Giang Thúc giúp ta một tay. Người đàn ông trung niên nói, ngươi nói đi. A Mục đáp, mở con đường luyện ngục của Vu tộc, để hắn đi vào. Nghe vậy, người đàn ông trung niên chợt nhíu mày, ngươi chắc chắn. A Mục gật đầu. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói, đây không phải là chuyện đùa. A Mục cười nói, ta cũng rất nghiêm túc. Người đàn ông trung niên nói, hắn biết không? A Mục quay người nhìn Diệp Huyên, con đường luyện ngục của Vu tộc, là một cách thí luyện của Vu tộc ta, mà muốn trở thành đại tế ti, bắt buộc phải thông qua con đường này. Diệp Huyên trầm giọng đáp, cô muốn ta đi con đường này sao? A Mục gật đầu, muốn, nhưng, ngươi có thể từ chối. Diệp Huyên hỏi, nếu ta từ chối? A Mục cười nói, vậy thì mời rời đi, ta sẽ dùng vu thuật cắt đứt liên hệ nhân quả giữa ta và ngươi, chúng ta sẽ không còn dây dưa. Diệp Huyên nhìn A Mục, gương mặt A Mục tươi cười nhưng hắn biết, nàng ta nghiêm túc. Diệp Huyên im lặng một lúc sau đó nói, ta đi. A Mục nhìn Diệp Huyên khẽ cười nói, ta biết, ngươi làm như vậy không phải vì ngươi, mà là vì ta. A Mục quay người, không để Diệp Huyên nhìn thấy vẻ mặt nàng ta nói cho ngươi biết, sau khi đi vào, tu vi của ngươi sẽ bị phong ấn, ta cũng sẽ dùng bí pháp để phá vỡ bất diệt kim thân của ngươi, để ngươi biến thành một người bình thường thực sự. Diệp Huyên nhíu mày, còn có thể phá vỡ bất diệt kim thân của ta. A Mục gật đầu, có thể. Diệp Huyên nhìn A Mục khẽ nói, đừng xem thường đại tế ti, ta biết rất nhiều, chỉ cần ta muốn thì cả khiên thái cực kia của ngươi ta cũng có thể phá vỡ, với cả bất tử chi thân của ngươi, ta cũng có thể phá vỡ. Diệp Huyên trầm mặc. A Mục lại nói, sau khi đi vào, ngươi chính là một người bình thường, nhưng ngươi yên tâm, bất cứ khi nào ngươi cũng có thể từ bỏ. Diệp Huyên hỏi, ngay từ đầu cô đã muốn ta đi vào, hay là bây giờ mới nghĩ đến? A Mục nhẹ giọng nói, mới đầu, ta cảm thấy ngươi không cần thiết. Nhưng bây giờ, ta phát hiện, ngươi bắt buộc phải làm. Diệp Huyên cười nói, ta đi. A Mục nói, chắc chắn không. Diệp Huyên gật đầu. A Mục hỏi, tại sao lại vào? Diệp Huyên nói, vì ngươi, cũng là vì ta. A Mục trầm mặc một lúc, sau đó nhìn người đàn ông trung niên, Giang Thúc. Người đàn ông trung niên lắc đầu, nha đầu, hắn không được. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, Đại Thúc, đừng khinh thường người vậy chứ. Giang Thúc liếc nhìn Diệp Huyên, tiểu tử, sau khi ngươi đi vào, ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyên nói, không đi vào, sau này ta lại càng hối hận. Giang Thúc nhìn A Mục gật đầu, mở đi. Giang Thúc thấp giọng thở dài, sau đó mở lòng bàn tay, một luồng khí đen bay ra, ngay sau đó, luồng khí đen đó biến hình thành một lỗ đen đen ngòm. Mà lúc này, vô số cao thủ Vu tộc đột nhiên chạy đến bên này. Con đường luyện ngục của Vu tộc. Trong Vu tộc, con đường này có thể nói là khiến người ta vừa nghe đã sợ, bởi vì nó còn kinh khủng hơn cả luyện ngục. Trong lịch sử Vu tộc chỉ có 3 vị đại tế ti, cũng có nghĩa là, trong cả lịch sử Vu tộc, chỉ có 3 người đi hết con đường này. Bây giờ con đường luyện ngục của Vu tộc mở ra, có nghĩa là có người muốn đi con đường luyện ngục. Khi mọi người trong sân nhìn thấy Diệp Huyên, đột nhiên có người kinh ngạc nói, đó chẳng phải là Vu thị của đại tế ti sao? Vu thị. Sắc mặt mọi người nhìn Diệp Huyên có chút kỳ lạ. Trong lịch sử, ngoài A Mục, Vu thị của 2 vị đại tế ti còn lại đều là cao thủ siêu cấp. Đối với Diệp Huyên, cao thủ Vu tộc không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì hắn là do A Mục chọn lựa.
trước quán rượu, A Mục nhìn Diệp Huyên, nàng ta nhắm mắt lại một lúc sau, đột nhiên nàng ta chỉ vào ngực Diệp Huyên, Quy Nguyên. Ầm. Trong chớp mắt, cả người Diệp Huyên run rẩy, ngay sau đó, sắc mặt hắn trắng bệch gần như có thể thấy rõ bằng mắt, mà hơi thở toàn thân hắn thoáng chốc đã biến mất không tung tích. Không chỉ vậy, thân xác hắn lúc này lại biến đổi từng lớp một, không lâu sau, cả người Diệp Huyên đã lập tức ngã thẳng xuống đất. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối, giống như sức lực cả người như đã bị rút ra vậy. Mà lúc này, A Mục lại chỉ vào ngực Diệp Huyên, hóa cảnh. Ầm, một luồng sáng đen đột nhiên đi vào trong cơ thể Diệp Huyên, hai mắt Diệp Huyên trợn tròn, thoáng chốc, cảnh giới hắn đã bị phong ấn lập tức. Thân xác, cảnh giới, toàn bộ đều bị phong ấn. Hiện tại, hắn đã biến thành một người bình thường thật sự. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, A Mục nhẹ nhàng vung tay phải, tháp giới ngục lập tức bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, không chỉ tháp giới ngục, mà tất cả bảo vật trên người Diệp Huyên lúc này đều bị A Mục lấy đi. A Mục ngồi xổm xuống, nàng ta nhìn Diệp Huyên, phải ghi nhớ lời của ta, cả một đời người, có rất ít người có thể giữ vững được sơ tâm, đừng quên mong nguyện ban đầu, tại sao? Bởi vì chúng ta sống chính là một loại tu hành, trên con đường tu hành này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề, cũng sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ. Là người, rất dễ đánh mất bản thân. Nói rồi nàng ta dừng lại một lát rồi lại nói, kiên trì rất khó, nhưng, từ bỏ lại rất dễ dàng. Nói xong, nàng ta nhìn Giang Thúc do dự chốc lát, sau đó vung tay phải, Diệp Huyên nằm trên mặt đất lập tức biến mất. A Mục đứng tại chỗ, im lặng không nói. Giang Thúc nhìn A Mục, hắn không chịu đựng được. A Mục nhẹ giọng nói, hắn có thể. Giang Thúc lắc đầu, nhà đầu, người cũng biết, nếu không phải là người có nghị lực có quyết tâm lớn, thì căn bản không thể chịu đựng được luyện ngục kia. A Mục nhìn hố đen trước mặt. Nhẹ giọng nói, chắc chắn hắn có thể. Giang Thúc hỏi, nếu hắn không thể thì sao? A Mục chậm chậm nhắm mắt lại, vậy ta sẽ móc hai mắt ta. Vẻ mặt Giang Thúc lập tức thay đổi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên mở mắt, ngay khi vừa mở mắt hắn đã ở trong vùng sa mạc vô tận. Diệp Huyên muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện, bản thân cả người yếu ớt không có sức, không đúng, là sau khi mất đi sức lực mạnh mẽ nguyên bản. Thì hắn đã không quen được với bản thân mất đi sức lực. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, hắn chậm chậm bò dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa, xa tít tắp đều là một vùng sa mạc, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Không đúng, là năng lực thần thức hiện tại của hắn đã biến mất rồi, hắn chỉ có thể nhìn thấy phạm vi mà người bình thường có thể thấy được. Thật sự đã mất hết sức mạnh rồi. Ngay lúc này, đột nhiên có chuyện kỳ lạ. Một bóng đen bỗng từ trong đất cát bên cạnh hắn bay ra. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, theo bản năng điểm ngón tay, thế nhưng lần này đầu ngón tay lại không có kiếm quang, khi hắn định thần lại thì toàn bộ cánh tay phải hắn lập tức đã bị chém đứt lìa khỏi vai. A! À, Diệp Huyên hoảng sợ trong lòng, buộc phải lăn ra sau, trên đất cát thoáng chốc đã nhuộm máu đỏ thẫm. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn qua, trước mặt hắn không xa. Nơi đó là một con bò cạp trưởng thành to lớn màu đỏ đang nhai cánh tay phải của hắn. Lúc này, trán Diệp Huyên lập tức chảy đầy mồ hôi. Bởi vì hắn biết, A Mục không hề nói đùa với hắn, chỉ cần bất cẩn, chắc chắn sẽ chết. Mà vừa nãy, vì bản thân hắn khinh thường mà cánh tay hắn đã mất rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, Diệp Huyên cởi quần áo mình xuống dùng miệng và tay trái quấn vào vết thương trên vai phải. Nếu không mau chóng băng bó vết thương thì hắn sẽ chảy máu đến chết. Lúc này, con bọ cạp màu đỏ đã ăn hết cánh tay hắn, bọ cạp nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đó đã xem hắn như là thứ đổ trong miệng rồi. Diệp Huyên liếc nhìn khóe mắt về phía trước, bốn phía trước mặt chẳng có cái gì, cũng không có vật gì có thể dùng. Làm thế nào đây? Lúc này, thậm chí hắn có phần hoảng loạn. Bởi vì đã quen với các loại thần vật cùng với thân thể mạnh mẽ của mình. Khi đối mặt với nguy hiểm thế này, bỗng chốc lại hoảng sợ. Mà lúc này, đột nhiên bọ cạp đỏ kia vươn lên, phóng về phía hắn. Nếu là ở bên ngoài, với loại này thì chỉ cần một ánh mắt hắn cũng có thể giết chết rồi, nhưng bây giờ, bọ cạp đỏ này lại giống như tử thần đang vung vẫy lưỡi liềm vậy. Mùi vị chết chóc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vào lúc mấu chốt này, Diệp Huyên đột nhiên gào giống.
tay trái hắn bỗng nắm lấy một nắm cát ném mạnh vào đầu bọ cạp đỏ kia, bọ cạp đỏ bất ngờ không kịp đề phòng lập tức bị nắm cát ném trúng, bất giác nó nhắm mắt lại, mà lúc đó đột nhiên Diệp Huyên vươn người nhảy lên, ngay lúc này, bọ cạp đỏ kia bỗng nhiên cắn về phía hắn theo bản năng. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, khom người, sau đó tay phải đánh mạnh một quyền vào bụng bọ cạp. Răng rác. Trong sân, âm thanh như tiếng trứng vỡ chợt vang lên, bọ cạp đỏ kia đột nhiên trợn tròn hai mắt, cả cơ thể cứng đờ, vẻ mặt đó còn kỳ khôi hơn cả của người nữa. Mà lúc này, Diệp Huyên thuận thế đánh một quyền vào yết hầu bọ cạp. Bọ cạp đỏ kia lập tức tắt thở. Diệp Huyên thì co ro ngồi dưới đất, bây giờ hắn không còn như trước, lại thêm tay phải bị cắt đứt, hắn bây giờ vô cùng yếu ớt. Diệp Huyên lại không dám nghỉ ngơi, vì hắn không biết xung quanh đây còn có thứ gì nguy hiểm nữa không. Trong sa mạc, nguy hiểm đều đến từ trong cát dưới chân. Diệp Huyên vội đứng dậy, hắn cảnh giác nhìn khắp xung quanh, sau đó muốn rời đi, tìm một nơi an toàn, nhưng lúc ấy, hắn như nghĩ đến gì đó, bỗng nhìn sang bọ cạp đỏ kia. Ở sa mạc mênh mông này, lại không có gì ăn cả. Nếu không ăn gì thì làm sao để bổ sung thể lực? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đi đến chỗ bọ cạp đỏ. Không lâu sau, Diệp Huyên thành thạo chém bọ cạp ra từng phần. Nhưng hắn lại phát hiện một vấn đề lớn, chính là cần lửa. Lửa thì phải làm sao? Lúc này, Diệp Huyên bỗng chốc cảm thấy mọi thứ đều quá khó khăn. Bấy giờ, hắn cảm giác như trở về lúc đã từng ở Thanh Thành. Thanh Thành! Nghĩ đến lúc đó, Diệp Huyên bất giác cười khổ. Lúc đó quả thực quá khổ. Để đem lại lợi ích cho gia tộc, bình thường hắn đều ở trong núi sâu chém giết với gia tộc khác mấy ngày mấy đêm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt bật cười. Chẳng phải chỉ là không có tu vi sao? Chẳng phải chỉ là không có vật ngoài thân thôi sao? Chẳng lẽ bản thân không có những thứ này thì sẽ trở thành người vô dụng sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy ý chí chiến đấu bừng bừng, hắn lập tức ăn thịt bọ cạp kia, thịt bọ cạp hơi đắng, nhưng để lấp đầy bụng và bổ sung thể lực, hắn không thể không ăn. Sống sót quan trọng hơn mọi thứ. Một lúc sau, Diệp Huyên cảm thấy khôi phục một ít sức lực, hắn quét mắt nhìn xung quanh mênh mông đều là sa mạc. Nhưng bây giờ hắn buộc phải nghĩ cách đi ra ngoài. Diệp Huyên quấn một miếng thịt bọ cạp, sau đó dùng miếng vải buộc kỹ quanh eo. Tiếp đó hắn đi về phía xa. Lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện mặt trời gay gắt. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Nước! Nhất định phải có nước! Với tình hình hắn hiện tại, lâu nhất thì chỉ có thể chịu đựng được 3 ngày, nếu 3 ngày sau không có nước, hắn sẽ chết. Mà thịt bọ cạp trên người cũng chỉ có thể giúp hắn chống chọi được 2 ngày. Cấp bách! Sắc mặt Diệp Huyên u ám, đi về phía xa. Trên đường, vẻ mặt Diệp Huyên phòng bị, không dám sơ suất gì, mà trong tay trái hắn là một cái đuôi bọ cạp sắc nhọn, là do hắn lấy từ trên người bọ cạp. Mà cái này chính là vũ khí hiện tại của hắn. Đi được khoảng chừng nửa canh giờ, Diệp Huyên dừng lại, bởi vì ở phía xa e rằng cũng là một vùng sa mạc. Diệp Huyên đứng tại chỗ trầm tư. Đi như vậy căn bản không ổn, không chỉ tiêu hao thể lực mà còn dễ bị đi lạc. Diệp Huyên trầm tư một lúc, sau đó đột nhiên lấy miếng thịt bọ cạp bên eo xuống, mở tấm vải ra, sau đó để thịt bọ cạp trước mặt, tiếp đó, bản thân hắn lại đi đến bên cạnh, để cơ thể mình lún vào trong cát, chỉ trừ lại mỗi đầu, sau đó bình tĩnh trầm ngâm. Đợi! Diệp Huyên cứ bất động đợi chờ như vậy, ước chừng 2 canh giờ sau, phía xa trong sa mạc đột nhiên có chuyển động. Diệp Huyên khẽ nhíu mắt, hắn nhìn chằm chằm khối thịt bọ cạp thì ngay lúc đó, một con rắn lớn xông ra từ trong lớp cát, tấp về phía miếng thịt bọ cạp, nhưng gần như đồng thời Diệp Huyên đột nhiên từ trong cát xông ra, lập tức lao đến trước mặt con rắn lớn, hắn vung tay trái nắm cát ném về phía con rắn lớn. Con rắn theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng nó phản ứng rất nhanh, phần đuôi rung mạnh, lập tức quấn lấy Diệp Huyên bỗng chốc cảm thấy bị nghẹt thở, mà ngay khoảnh khắc đó, Diệp Huyên dùng đuôi bọ cạp kia đâm vào phần tim rắn lớn. Một tia máu tươi bắn ra. Rắn lớn ngẩng đầu giống gào, phần đuôi thả lỏng, Diệp Huyên thuận thế đánh mạnh một quyền vào phần tim con rắn. Rắn lớn run rẩy một hồi. Diệp Huyên lại đánh quyền xuống, vừa đánh quyền thì rắn lớn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy,
hắn vội vàng tức giận đánh xuống liên tục, dần dần, con rắn không còn dãy dụa gì nữa, chỉ còn thoi thóp yếu ớt. Diệp Huyên dừng lại, hắn nằm trên người rắn lớn. Hắn vừa nãy đã dùng hết toàn bộ sức lực. Thế nhưng, hắn không dám nghỉ ngơi, mà bò dậy, sau đó đi đến trước mặt rắn lớn, con rắn đó mở bừng mắt nhìn hắn. Diệp Huyên quan sát con rắn lớn, hình thể của con rắn không tính là quá lớn nhưng cũng không kém gì người bình thường, đương nhiên, so với người bình thường thì nó dài hơn rất rất nhiều. Diệp Huyên nhìn rắn lớn, nghe hiểu tiếng người không? Rắn lớn cứ nhìn Diệp Huyên như vậy. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, không cần nói, tên này cấp quá thấp, chắc chắn còn chưa có linh trí. Không có linh trí, cũng có thể hàng phục, nhưng như vậy tuyệt đối không phải chuyện một hai ngày là được. Diệp Huyên im lặng một lúc, hắn nhìn tay trái mình, lúc này, hắn nghĩ đến máu của mình. Huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực của bản thân cũng bị phong ấn rồi sao? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó hắn cắn đầu ngón tay. Hắn nhỏ máu vào trong miệng rắn lớn, một giọt vừa đi vào, con người rắn lớn kia bỗng co rút lại. Diệp Huyên ngây người, có hiệu quả sao? Hắn nhìn kỹ con rắn lớn đó, con rắn thẻ lưỡi với hắn, ánh mắt đầy khao khát. Còn muốn máu nữa? Diệp Huyên chớp mắt, sau đó lại nhỏ một giọt máu vào miệng con rắn, mà lúc này, con rắn đột nhiên kích động run rẩy, nhưng lại không có gì thay đổi. Cứ như vậy. Diệp Huyên quan sát khoảng chừng nửa canh giờ, con rắn vẫn không có gì thay đổi. Diệp Huyên thất vọng. Mặc dù máu của hắn là cực phẩm nhưng lại không có tác dụng với yêu thú. Dù sao hắn cũng là người. Thất vọng qua đi, Diệp Huyên trầm tư một lúc lâu, cuối cùng, hắn cưỡi lên người con rắn lớn, dùng mảnh vải quấn đầu rắn, còn hắn dùng đuôi bọ cạp khẽ đâm vào tim con rắn, đi. Con rắn khẽ run rẩy, sau đó vù một tiếng đã bay đi. Diệp Huyên giữ chặt mảnh vải. Hắn cũng không biết con rắn này muốn đưa hắn đi đâu, dù sao, bây giờ được dẫn đường là được rồi, hắn bây giờ chỉ muốn đi ra khỏi sa mạc này, tìm đến nguồn nước. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, con rắn đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ngay lúc đó cát trước mặt bỗng chốc xung chuyển, ngay tiếp đó một con rắn lớn trườn lên từ trong cát. Tổng cộng 20 con. Nhìn thấy vậy, Diệp Huyên biến sắc. Mẹ nó, tên này dẫn hắn đến hang ổ rồi. Cái quỷ gì vậy chứ? Đám rắn lớn kia nhìn Diệp Huyên, ánh mắt hung tàn, thẻ lưỡi. Diệp Huyên khẽ giật mí mắt, cứ vậy hạ màn rồi sao? Lúc này, mấy con rắn lớn kia muốn ra tay, Diệp Huyên đột nhiên cầm đuôi bọ cạp trong tay đâm vào tim rắn lớn, nhưng những con rắn lớn đó không dừng lại, mà còn xông lên nhanh hơn. Diệp Huyên nheo mắt. Chẳng lẽ ông đây một đời nổi danh mà hôm nay phải chôn thân trong hang ổ rắn như vậy sao? Với thực lực hiện tại của hắn, chắc chắn không phải đối thủ của những con rắn lớn này. Lúc này, con rắn lớn phía dưới hắn đột nhiên giống gào, vừa giống những con rắn lớn trước mặt kia lập tức dừng lại. Thấy vậy, Diệp Huyên cũng sửng sốt. Thân phận con rắn lớn này không hề tầm thường. Diệp Huyên vội nói, đưa ta rời khỏi chỗ này. Con rắn lớn quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên nói, có thể nghe được lời của ta không? Đưa ta rời khỏi chỗ này, ta sẽ thả ngươi ra. Con rắn lớn lẻ lưỡi, sau đó bỏ về phía xa, còn những con rắn lớn bên cạnh kia cũng vội đi theo. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, Diệp Huyên thấy một dãy núi, vừa thấy núi vẻ mặt Diệp Huyên lập tức vui mừng. Nhìn thấy dãy núi kia, trong lòng Diệp Huyên có chút sợ hãi. Nếu không phải con rắn lớn này dẫn đường thì sợ rằng hắn sẽ chết ở sa mạc đó vì thiếu nước, thiếu đồ ăn, và vì không có phương hướng. Khi sắp ra khỏi sa mạc, con rắn lớn kia đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên nhìn rắn lớn, nói, bảo thuộc hạ của ngươi lùi lại. Rắn lớn nhìn Diệp Huyên, chỉ thè lưỡi. Diệp Huyên chỉ những con rắn lớn ở phía xa kia, sau đó khẽ hô tay. Rắn lớn quay đầu nhìn. Những con rắn kia đồng loạt lùi lại, Diệp Huyên nhảy xuống khỏi thân rắn, chạy về phía xa. Rắn lớn cũng không đuổi theo mà cứ vậy nhìn Diệp Huyên bỏ chạy về phía xa, không lâu sau, Diệp Huyên đã đi vào trong rừng sâu. Mà những con rắn lớn kia vẫn chưa rời đi, ngay lúc đó, Diệp Huyên ở phía xa lại từ trong rừng rậm chạy ra, sau lưng hắn là một bầy sói đông nghịt. Nhìn thấy Diệp Huyên, ánh mắt con rắn lớn kia lập tức hung ác, mà lúc này... Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên dừng lại, hắn chỉ tay về phía đàn rắn,
sau đó khua tay múa chân với bầy sói. Rắn lớn. Ở phía xa, Diệp Huyên vội vã khua tay múa chân, có chút kích động, dần dần, những con sói kia đột nhiên nhìn sang đàn rắn lớn. Khi nhìn thấy đàn rắn lớn, bầy sói lập tức đồng loạt chu lên, ngay sau đó, mấy con sói chạy về phía đàn rắn. Đàn rắn lớn kia thoáng chốc hỗn loạn, mà Diệp Huyên đã chuồn đi từ lâu. Rất nhanh sau đó, đám rắn lớn và sói đã lao vào nhau. Bên ngoài quán rượu, Giang Thúc nhìn A Mục đang đứng bên cạnh, A Mục khẽ cười nói, đám rắn kia cố ý đưa hắn vào trong bầy sói mà chúng nó không ngờ được, bầy sói lại vô cùng nhạy cảm với lãnh địa của mình, nhìn thấy bọn chúng chắc chắn sẽ đề phòng mà Diệp Huyên kia còn chỉ vào đám rắn đổ thêm dầu vào lửa, như vậy càng khiến bầy sói cho rằng đám rắn đó đến để xâm lấn. Giang Thúc khẽ nói, chỉ với mưu trí thì không ra khỏi được nơi đó. A Mục nhìn trước mặt, nhẹ giọng nói, đương nhiên không đủ, nhưng, nếu không có mưu trí thì càng không ra được. Giang Thúc trầm giọng nói, nhà đầu, ban đầu làm sao ngươi ra khỏi vùng sa mạc đó? A Mục lắc đầu, khẽ cười, đều là chuyện quá khứ, đừng nhắc đến nữa. Giang Thúc lại hỏi, ngươi với hai đại tế ti trước đó với cả hắn, ai ra khỏi sa mạc đó nhanh hơn? A Mục nhẹ giọng nói, nếu nói về tốc độ thì ta nhanh nhất, nếu nói về độ mạnh thì đại tế ti tiền nhiệm mạnh nhất, bởi vì nàng ta giết chết cả một đường để thoát ra khỏi sa mạc đó. Nếu nói về độ vô sỉ, đương nhiên là thuộc về hắn. Nghe vậy, Giang Thúc lắc đầu cười, bây giờ chắc hẳn hắn đã thoát khỏi khu rừng rậm rồi. A Mục lắc đầu, người nhầm rồi. Nghe vậy, Giang Thúc khẽ nhíu mày, ông ta quay đầu nhìn trước mặt. Trong lỗ đen đó có thể nhìn thấy Diệp Huyên. Đám rắn và sói đại chiến có thể nói là vô cùng khốc liệt, thi thể khắp nơi, mà đại chiến lần này thì bầy sói đã thắng. Bởi vì đánh chiến trên lãnh thổ mình. Sau khi những con rắn sống sót rời đi, Diệp Huyên không biết từ chỗ nào lại xuất hiện. Nhìn thi thể rắn lớn la liệt, Diệp Huyên lắc đầu, sau đó lấy đuôi của bọ cạp ra bắt đầu đâm vào bụng rắn lớn. Lấy gan rắn. Thứ này rất bổ. Không lâu sau, Diệp Huyên lấy ra 20 phần gan rắn, không những vậy, hắn còn lột ra những con rắn đó rồi làm thành một áo khoác da rắn lớn, hắn còn làm cả một đôi giày da rắn. Sau khi làm xong hết mọi thứ, Diệp Huyên nhìn dãy núi trước mắt. Hắn biết, dãy núi này chắc chắn vô cùng nguy hiểm, muốn vượt qua dãy núi này, với năng lực hiện tại của hắn thì căn bản không làm được. Một lúc sau, đột nhiên Diệp Huyên nhặt một ít lá khô bên cạnh khu rừng. Trước quán rượu, Giang Thúc nhìn A Mục, hắn muốn làm gì? A Mục im lặng. Giang Thúc quay đầu nhìn vào hố đen, hình ảnh bên trong là Diệp Huyên đang cầm một cành cây khô cố sức xoay, khoảng chừng một khắc sau, lá khô trước mặt hắn bỗng bốc cháy. Giang Thúc nhẹ giọng nói, hắn muốn đốt lửa nấu ăn sao? Ngay lúc đó, đột nhiên Diệp Huyên tạo ra một cây đuốc, sau đó châm lửa đốt khu rừng. Thấy vậy, Giang Thúc sửng sốt nói, hắn muốn đốt núi. Hắn điên rồi sao, hắn tàn nhẫn vậy sao? A Mục nhìn Giang Thúc, vẻ mặt có phần kỳ lạ, sao người lại đồng tình với những yêu thú kia vậy? Giang Thúc, không lâu sau, cả khu rừng đó đều bị đốt cháy. Ngọn lửa hừng hực lan rộng khắp khu rừng. Rất nhanh sau đó, sâu trong rừng vang lên từng tiếng kêu gào của yêu thú. Mà Diệp Huyên thì nằm ườn ở phía rìa sa mạc, không hề động đậy, hắn cứ nhìn khu rừng rậm như vậy. Ngay sau đó, từ trong khu rừng đó rất nhiều yêu thú chạy ra, đủ các thể loại. Trong đó còn có rất nhiều yêu thú còn mang theo lửa cháy xém lao ra. Thoáng chốc, khắp nơi trong khu rừng đều là tiếng kêu la thảm thiết, nhưng ngọn lửa không hề có ý định dừng lại mà còn lan tràn khắp khu rừng. Trước quán rượu, Giang Thúc nhìn A Mục. Hắn làm như vậy, có phải là không tốt lắm không? A Mục. Ngọn lửa lớn thiêu đốt một ngày trời, cả khu rừng đã trơ trụi, trong lúc đó vô số yêu thú đã chạy trốn. Diệp Huyên cũng không rảnh rỗi, trong lúc đó, hắn đã ăn rất nhiều thịt rắn và gan rắn, đã bồi bổ khá nhiều thể lực bản thân. Qua ngày hôm sau, ngọn lửa vẫn còn lan ra, mà Diệp Huyên cũng chẳng nhàn hạ, sau khi hắn khôi phục thể lực thì đeo một túi cát bên hông, không chỉ vậy. Hắn còn góp nhặt một ít dịch thể của rắn lớn, chất lỏng đó thì hắn cũng không biết có độc hay không, dù sao hắn cũng trộn nó và cát vào nhau. Sau khi làm xong hết,
hắn lén lút đi theo những yêu thú chạy trốn, hắn không dám bám theo quá gần mà chỉ đi theo phía xa. Cứ như vậy, Diệp Huyên đi theo những yêu thú đó, đi về phía bên phải dọc theo rìa sa mạc. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên đi theo những yêu thú đó vòng qua khu rừng, đi vào trong dãy núi. Thế nhưng lúc này, khắp nơi trong dãy núi đều là tiếng yêu thú rít gào. Đấu tranh. Bởi vì có rất nhiều yêu thú đi vào dãy núi, đồng nghĩa với việc đi vào địa bàn của yêu thú khác. Chiến tranh bắt đầu rồi. Trên đường đi, Diệp Huyên cẩn thận dè dặt, bây giờ hắn phải tránh để những yêu thú đó phát hiện. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, sắc trời đã dần tối. Trời sắp tối rồi. Sắc mặt Diệp Huyên trùng xuống. Hắn bắt buộc phải tìm một nơi lánh nạn. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên tìm được một sơn động, hắn đi vào trong, sau đó tìm một ít cành khô che cửa sơn động lại. Trong sơn động, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hắn vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất. Dựa theo lời A Mục nói, nơi này là con đường luyện ngục của Vu tộc. Luyện ngục. Hai chữ này chính là trọng điểm, phải khoanh lại. Diệp Huyên biết, nơi này chắc chắn không đơn giản, phía sau khẳng định sẽ nguy hiểm hơn gặp mấy lần như hiện tại hắn gặp phải. Dù sao hắn cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý, không chỉ chuẩn bị tốt tâm lý mà còn phải làm tốt chuẩn bị để đối phó. Mà mục tiêu cuối cùng của hắn là phải đi hết con đường này. Mà muốn đi hết con đường này hắn nhất định phải làm rõ điểm cuối là nơi nào, nếu không hắn có đi 100 năm cũng vô dụng. Trong con đường luyện ngục, chắc chắn sẽ có yêu thú có linh trí khá cao. Nhưng vấn đề là, có yêu thú linh trí cao, đồng nghĩa thực lực bọn chúng cũng cực kỳ mạnh. Đây chính là vấn đề nan giải. Một lúc sau, Diệp Huyên dựa vào vách đá mà ngủ. Bây giờ hắn cần phải duy trì thể lực mọi lúc. Đêm khuya, đột nhiên Diệp Huyên tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng đi đến miệng sơn động, bên ngoài, có tiếng kêu gào của yêu thú. Diệp Huyên cẩn thận lắng nghe. Yêu thú dám kêu gào vào đêm khuya chắc chắn không phải yêu thú đơn giản, hắn nhất định phải tìm rõ phương hướng những yêu thú này, nếu không... Ngày hôm sau nhớ đâu đi vào địa bàn của yêu thú đó, có khả năng là xong đời. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên cơ bản đã biết rõ phương hướng đại khái của những yêu thú kia, mà trời vừa sáng hắn đã rời khỏi sơn động, tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường, hắn nhìn thấy một vài thi thể yêu thú, nhưng hắn thành công tránh được một vài địa bàn của yêu thú mạnh. Lại nửa canh giờ, Diệp Huyên vào trong sơn cốc, sau khi hắn vào trong sơn cốc, A Mục ở ngoài quán rượu chợt nheo hai mắt. Trong sơn cốc, Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phía rất yên lặng. Diệp Huyên không hề chần chừ, chậm chậm lùi ra sau. Quá yên tĩnh, chắc chắn có yêu. Mà ngay lúc đó, bụi cỏ sau lưng hắn đột nhiên có động tĩnh. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, thuận thế lăn một vòng ra xa, nhưng vẫn chậm một chút, một cây gai dài sắc nhọn đâm xuyên qua vai trái hắn, máu tươi bắn ra. Diệp Huyên lăn trên đất, sau đó hắn vội đứng dậy, trước mặt hắn là một con nhện 7 màu rất lớn, cơ thể còn cao hơn cả hắn, chân nhện sắc nhọn như kiếm. Nhìn thấy con nhện 7 màu này, Diệp Huyên lập tức nheo mắt. Thứ này tuyệt đối không phải thứ mà bầy sói và rắn kia có thể so sánh được. Diệp Huyên lấy mảnh vải quấn quanh tay trái lẳng lặng bỏ vào túi cắt quanh eo, ngay lúc đó, con nhện 7 màu bỗng lao về phía Diệp Huyên, hắn nheo mắt, quay người trốn thoát. Thấy Diệp Huyên chạy trốn, con nhện 7 màu vội đuổi theo, lúc đó, Diệp Huyên vừa chạy trốn được 2 bước bỗng nhiên lại dừng lại, sau đó quay người ném mạnh một nắm cát. Con nhện 7 màu kia chần chừ, tốc độ nhanh chóng, lập tức bị cát ném vào chính diện, Diệp Huyên vội vàng vươn người nhảy lên, một chân đạp vào thân dưới con nhện. Ầm! Ngay sau tiếng vang vang lên, bản thân Diệp Huyên lập tức bay đi. Quá cứng! Diệp Huyên vội đứng dậy. Quay người chạy vào trong sơn cốc, lúc này, con nhện 7 màu đột nhiên gào rít, vì 2 mắt nó đã ửng đỏ lên, cát kia có độc. Nhện 7 màu lao về phía Diệp Huyên. Chắc chắn hắn chạy không thể so với nhiều chân như vậy được, không bao lâu hắn đã bị nhện 7 màu đuổi kịp, mà lúc đó, Diệp Huyên bỗng dừng lại, còn nhện 7 màu kia lập tức chạy qua hắn. Diệp Huyên nheo mắt, khi nhện 7 màu kia đến trước mặt, hắn lăn một vòng dưới đất. Vừa lăn thì nhện 7 màu kia cũng vổ hụt, Diệp Huyên lại đạp mạnh 2 chân xuống đất, cả người xông về phía trước, đồng thời, hắn nắm lấy nắm cắt cuối cùng ném vào mắt nhện 7 màu,
Thấy vậy, nhện bảy màu vội vàng nhắm mắt lại, mà lúc đó, Diệp Huyên thuận thế lăn về phía trước, hắn cầm đuôi bọ cạp trong tay đâm về nơi đại tiện của nhện bảy màu. Vừa đâm vào, nhện bảy màu đột nhiên trợn trừng, trong mắt như muốn nứt ra, lúc đó, Diệp Huyên lại rút mạnh đuôi bọ cạp ra, cuối cùng lăn về phía sau kéo giãn khoảng cách với nhện bảy màu. Nhện bảy màu đứng tại chỗ trước mặt Diệp Huyên vùng vẫy, liên tục rít gào, đó là âm thanh đau đớn thảm thiết, sau một lúc giãy giụa, nhện bảy màu chậm chậm ngã xuống, không còn động đậy. Thấy thế, Diệp Huyên thoáng chốc thở phào một hơi. Mặc dù tu vi và thân xác hắn đã bị phong ấn, nhưng, ý thức chiến đấu của hắn thì vẫn còn đó, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là yêu thú hiện tại hắn gặp phải đều không quá lợi hại. Nếu giống yêu thú như dị thú đã từng gặp bên ngoài thì mưu kế gì đó đều là phù du. Diệp Huyên nhìn ngực trái mình, chỗ đó vẫn còn chảy máu, Diệp Huyên nhìn xung quanh, cuối cùng hắn tìm được một ít cỏ bóp nhuyễn rồi đắp lên ngực mình. Sau khi máu ngừng chảy, hắn nhìn thi thể nhện bảy màu rồi đi đến trước thi thể con nhện, sau đó mổ xẻ, hắn lôi ra một túi mật có chất lỏng màu xanh. Hắn dùng quần áo da rắn bọc lại túi mật đó, sau đó nhẹ nhàng nhỏ một giọt xuống đất, vừa rơi xuống đất thì mặt đất đã bị ăn mòn. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Huyên lập tức sáng lên, đây là thứ tốt đấy. Hắn cẩn thận cất túi mật vào thắt lưng, sau đó hắn nhìn sơn cốc, chần chừ một lát, sau đó đi lên phía trên sơn cốc, bây giờ hắn nhất định phải làm rõ hoàn cảnh xung quanh. Không lâu sau, Diệp Huyên đến được phía trên sơn cốc, sau khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt hắn chợt trùng xuống. Xung quanh đều là núi cao trùng điệp. Căn bản không nhìn thấy đỉnh. Làm sao để đi ra? Lúc này, Diệp Huyên có chút mờ mịt rồi. Đáng sợ nhất không phải là trở ngại, mà là không có phương hướng. Bởi vì hắn không biết phải đi như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Từ bỏ. Nếu hắn từ bỏ, hắn có thể lập tức rời khỏi nơi này, nhưng A Mục sẽ thất vọng đến nhường nào. Hơn nữa, người khác có thể đi ra thì Diệp Huyên hắn sao lại không thể. Những người khác không nói, nhưng A Mục có thể đi ra khỏi con đường luyện ngục của vu tộc này thì bản thân hắn nhất định có thể thoát ra được. Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này, hắn đã hạ quyết tâm. Diệp Huyên ở trên sơn cốc trầm mặc một lúc, khoảng nửa canh giờ sau, hắn bắt đầu xuống sơn cốc, sau đó ở trong sơn cốc thì thuận tiện dùng chân của nhện bảy màu kia cắt được rất nhiều cành cây nhỏ, hắn vót nhọn những cành cây đó, sau đó lấy vỏ cây làm thành một sợi dây thừng. Đương nhiên chuyện này đối với hắn mà nói, không phải chỉ khó khăn bình thường, bởi vì hắn chỉ có một tay mà thôi. Làm cả một ngày trời, sau đó Diệp Huyên đào một cái hố to ở cửa sơn cốc, trong hố to này bỏ rất nhiều cây nhọn, sau đó hắn dùng lá tre lấp hố. Đặt bẫy. Cũng may, mặc dù yêu thú ở đây mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng đều không có linh trí, cũng không xem là cao thủ thực sự, nếu không, hắn làm gì cũng vô dụng. Sau khi đặt xong bẫy, Diệp Huyên rời khỏi sơn cốc, qua nửa canh giờ, hắn đột nhiên chạy về lại, mà phía sau lưng lại có một yêu thú đang đuổi theo tốc độ không quá nhanh. Yêu thú hình dạng giống lợn, hình dáng so với lợn bình thường còn lớn hơn gấp đôi, cũng chính vì vậy mà tốc độ của nó cũng chậm hơn, nó điên cuồng đuổi theo Diệp Huyên. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên đã đến trước sơn cốc, khi đến chỗ bẫy kia, hắn vươn người lên nhảy qua cái bẫy, còn yêu thú kia thì lập tức rơi vào trong bẫy. Nhưng những cọc gỗ kia không thể đâm thủng da của yêu thú đó. Thế nhưng lúc này, đột nhiên Diệp Huyên nhảy vào trong bẫy, yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng lại, hắn lập tức lấy ra dây thừng vỏ cây quấn vào phần dưới yêu thú, vừa đúng siết chặt hai quả trứng, sau đó hắn kéo mạnh dây. A! Yêu thú lập tức kêu gào thảm thiết, nhưng nó không dám động, vì một khi chuyển động thì trứng sẽ bị xé nát. Mà lúc này, Diệp Huyên đã bò lên phía trên nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt dây thừng vỏ dây, Diệp Huyên nhìn yêu thú, ý bảo nó đứng dậy, yêu thú không dám động đậy gì, Diệp Huyên kéo mạnh dây thừng, yêu thú lập tức phát ra tiếng kêu thảm thương, ngay sau đó, nó chậm chậm từ bên trong bò lên, nó nhìn Diệp Huyên, ánh mắt ngoài hung tợn và tức giận thì còn có cả e dè. Diệp Huyên không khách khí ngồi lên lưng yêu thú, tay hắn vẫn nắm chặt dây thừng không buông, hắn chỉ về phía xa, đi. Yêu thú không động đậy. Diệp Huyên vừa kéo trứng của người ta, yêu thú đã gào một tiếng phóng đi, tốc độ rất nhanh. Ngoài quán rượu, A Mục cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng.
Giang Thúc bên cạnh sững sờ một lúc lâu, sau đó nhìn A Mục, ông ta do dự một lát, sau đó nói, hắn làm như vậy, quả thực có hơi. Giang Thúc không tiếp tục nói nữa, bởi vì ông ta cũng không biết nên nói gì. Thực ra ông ta rất muốn nói là cách làm này của Diệp Huyên có phần bỉ ổi, nhưng ngẫm lại, ở trong hoàn cảnh đó thì vẫn phải đặt mạng sống lên trên hết. Để sinh tồn thì có thể sử dụng mọi cách thức. Về phần A Mục, dù rằng lúc này nàng ta đang đỡ chán nhưng khóe miệng lại khẽ mỉm cười. Bản thân nàng ta không hề bảo thủ tới mức đó. Giữa sơn mạch, Diệp Huyên cưỡi yêu thú chậm rãi mà đi. Hắn không bắt yêu thú tăng tốc, bởi vì tốc độ quá nhanh rất có thể thu hút sự chú ý của các loài yêu thú khác. Cứ như vậy, Diệp Huyên cưỡi yêu thú đi theo con đường, hắn không biết điểm cuối cùng của con đường này ở đâu, thế nên chỉ có thể đi về phía trước. Suy cho cùng, đi mãi cũng sẽ thấy đường mà thôi. Hắn ngồi trên lưng yêu thú, nhìn về phía xa xôi trầm ngâm. Suy nghĩ trong đầu hắn lúc này rất rõ ràng. Thứ nhất, phải sống, thứ hai, hiểu rõ về nơi này, và thứ ba chính là còn sống mà rời khỏi đây. Từ bỏ ư, hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Giống những gì A Mục đã nói, kiên trì rất khó, còn từ bỏ thì vô cùng dễ dàng. Mà hắn Diệp Huyên sẽ không bao giờ từ bỏ. Năm xưa lúc ở Thanh Thành, không hề có bất cứ ngoại vật nào, không có bất cứ chỗ dựa nào, chẳng phải hắn đã đi được tới bây giờ đó sao? Bản tâm. A Mục nói rằng nàng đã đánh mất bản tâm rồi, đến tận bây giờ hắn mới hiểu được ý mà A Mục muốn nói. Bản tâm là gì nhỉ? Đó chính là không ngừng vươn lên, dũng cảm tiến về phía trước. Tự tin vốn xuất phát từ thực lực của chính mình, tuy ngoại vật và thân phận cũng được xếp vào thực lực, thế nhưng sự tự tin được đổi lấy từ những thứ đó chỉ là hư ảo mà thôi. Thực lực của người khác không phải gốc gác cho sự tự tin của bản thân mình. Sở dĩ A Mục thấy thất vọng là bởi vì tất cả những thứ mà hiện giờ Diệp Huyên có được đều nhờ cô gái váy trắng mà ra. Thật ra, đây cũng chính là biểu hiện của việc không có tự tin. Tất nhiên hắn phải thừa nhận rằng cô gái váy trắng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu không có nàng thì hắn đã chết đến trăm nghìn lần rồi ấy chứ. Vậy thì lại có thêm một vấn đề nữa cần giải đáp. Tại sao hắn lại cần người khác phải giúp đỡ? Bản thân hắn thực sự yếu lắm sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên bỗng bật cười. Thật lòng mà nói, nếu so với những cường giả xa xưa kia, ví dụ như A-La, quả thật hắn rất yếu. Vô cùng yếu ớt. Bản thân hắn rất yếu ớt. Chỉ toàn xài mấy chiêu bỉ ổi thâm hiểm. Thích sử dụng ngoại vật để chống lại. Nhờ mối quan hệ với cô gái váy trắng và kiếm tông mà hắn được giúp đỡ rất nhiều, chẳng những không cảm thấy nhục nhã vì điều đó là lại còn cho rằng đó là quang vinh. Nếu không có cô gái váy trắng, không có kiếm tông, cũng chẳng có tiên tri, vậy thì hắn được coi là gì đây? Được coi là gì cơ chứ? Chẳng là cái quái gì hết. Nghĩ tới đó, Diệp Huyên bỗng mỉm cười. Nhân quả bay mợ nó theo gió mây thôi. Kiếp này hắn chính là Diệp Huyên, chẳng phải là người nào hết. Có chỗ dựa thì cứ dựa, còn không có thì dựa vào bản thân, tất nhiên chủ yếu vẫn là phải dựa vào bản thân. Bởi vì có thực lực là có tất cả. Nghĩ tới đó, cái đuôi bọ cạp mà Diệp Huyên đang nắm trong tay đột nhiên run bần bật, sau đó phát ra một âm thanh ong ong rất nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức sững người. Giây lát sau, hắn bỗng nhiên cười phá lên. Lúc này hắn đã hiểu được cái gì gọi là vạn vật đều có thể là kiếm rồi. Trong lòng có kiếm thì mọi thứ trên đời đều có thể được lấy làm kiếm. Kiếm tu, kiểm tu, vậy không có kiếm thì không còn là kiếm tu ư? Không phải. Kiếm tu chính là tu luyện từ tâm, chứ không phải từ kiếm. Trong lòng có kiếm thì mọi vật đều là kiếm thôi. Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên phát từ trong thân thể Diệp Huyên, rồi phóng thẳng lên trời. Phàm cảnh tầng thứ hai. Giờ phút này, kiếm ý mạnh mẽ không ngừng được phát ra từ trong thân thể Diệp Huyên. Bên ngoài quán rượu. Giang Thúc hơi híp mắt, quay sang A Mục đây. A Mục chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, trong miệng niệm câu chú ngữ nào đó. Một lát sau, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên rơi xuống chỗ Diệp Huyên. Quỳnh! Kiếm ý xung quanh Diệp Huyên đột ngột bị cưỡng ép áp xuống, những lần này kiếm ý bỗng phản kháng lại, càng bị chấn áp thì chúng càng phản kháng mãnh liệt hơn. Diệp Huyên nắm đuôi bò cạp trong tay,
nhìn về phía chân trời, cười nói, A Mục, nếu lần này ta ra tay, phù thuật của cô sẽ mất hiệu lực đấy. Bên ngoài quán rượu, A Mục chỉ nhìn về phía trước, im lặng không nói gì. Phù thuật của nàng ta không thể trấn áp được kiếm tu phàm cảnh tầng thứ hai. Phải biết rằng A-La kia cũng chính là phàm cảnh tầng thứ hai. Tất nhiên nàng ta có thể sử dụng loại phù thuật lợi hại hơn, nhưng nếu thế thì cũng đâu có nghĩa lý gì chứ. Cũng chính lúc này, Diệp Huyên ở bên trong dãy núi đột nhiên thu cái đuôi bỏ cạp về, kiếm ý chuyển động xung quanh hắn hệt như thủy triều cũng ảo vào trong cơ thể. Giờ phút này, tu vi kiếm đạo của Diệp Huyên lại một lần nữa bị phong ấn. A Mục nhìn Diệp Huyên bên trong tấm hình. Diệp Huyên cười bảo, A Mục, các cô có thể dùng tu vi của người bình thường để đi hết con đường thử luyện này, ta cũng có thể. Dứt lời, hắn tiếp tục thúc giục con yêu thú kia chạy nhanh về phía trước. Trước quán rượu, Giang Thúc đột nhiên nói, thật ra cậu ta không cần phong ấn tu vi của mình làm gì. Đột phá trên con đường luyện ngục cũng không hề phạm quy. A Mục mỉm cười, tự tin. Giang Thúc nhìn A Mục vẫn chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Bên trong dãy núi, Diệp Huyên cưỡi yêu thú phi nước đại. Giờ phút này, hắn cảm thấy có phần lâng lâng. Hắn đây nào có sợ ai đâu. Đột nhiên, con yêu thú mà hắn cưỡi bỗng dừng lại. Ngay sau đó, một bóng đen thình lình lao tới trước mặt hắn, tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trước ngực nhói lên, sau đó cả người bay thẳng ra ngoài, cú bay lần này phải đến tầm 10 trượng, cuối cùng, hắn đập dầm xuống mặt đất. Dù rằng trước ngực đang rất đau nhưng Diệp Huyên cũng không dám lơ là, lập tức xoay người bật dậy, sau đó thấy cách hắn vài chục trượng có một con yêu thú đang đứng, yêu thú kia thân người đầu sói, có đến 4 chân và 3 tay. Diệp Huyên khẽ híp mắt, con yêu thú này có linh trí. Yêu thú liếc nhìn hắn, sau đó cắn đứt đầu con vật mà vừa nãy Diệp Huyên cưỡi. Con vật kia kêu la thảm thiết, nhanh chóng bị con yêu thú mới tới ăn sạch, không còn dư chút xương cốt nào. Sau khi ăn xong, con yêu thú mới tới lại nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chỉ liếc ngang đúng quần của yêu thú, không hề nói gì. Con yêu thú kia muốn xuất chiêu. Nhưng đúng lúc này Diệp Huyên lại cất lời, từ từ đã. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, không hề ra tay. Quả đúng là nó có linh trí. Diệp Huyên nhìn yêu thú, ta là con người, không chiếm đoạt địa bàn của ngươi đâu. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, thè lưỡi liếm một vòng quanh miệng. Mắt Diệp Huyên dần giật, mỡ nó, ta đã bảo không chiếm địa bàn của ngươi rồi, vậy mà ngươi còn muốn ăn cả ta sao? Đúng lúc này. Con yêu thú đột nhiên bổ nhào về phía Diệp Huyên. Tốc độ của nó quá nhanh, khiến cho Diệp Huyên cũng phải lập tức thay đổi sắc mặt. Nhưng phản ứng của Diệp Huyên cũng không hề chậm chạp. Trong giây lát con yêu thú xông về phía hắn, hắn đột nhiên lôi túi mật của con nhện đánh thắng vừa nãy ra, ném về phía yêu thú. Tốc độ của yêu thú không hề giảm, nó tung ra một chưởng về phía túi mật. Túi mật vỡ vụn. Thứ nước độc bên trong lập tức ngấm thẳng vào tay con yêu thú, chỉ trong giây lát, nắm đấm của nó bắt đầu hoại tử. Thấy nắm đấm của mình đang dần hoại tử, yêu thú bỗng nhiên sững sờ. Đúng lúc này, chẳng biết Diệp Huyên đã đi tới trước mặt nó từ bao giờ, hắn giơ nắm tay lên, đấm thẳng vào đầu yêu thú. Yêu thú gầm thét, hai cánh tay còn lại lập tức đánh về phía Diệp Huyên. Song đúng lúc này cả người Diệp Huyên lại ngửa thẳng ra sau, mặt hướng lên trời. Tránh thoát được cả ba chiêu thức của yêu thú. Cùng lúc đó, chân phải của hắn đột nhiên đá mạnh vào đúng quần con yêu thú. Áo! Hai chân con yêu thú lập tức kẹp chặt lại, mắt trợn trừng, miệng há hóc. Diệp Huyên vẫn chưa dừng chiêu, tay trái của hắn chóng mạnh xuống đất, trượt người về trước, thế rồi bàn tay cầm đuôi bỏ cạp bỗng nhiên thọc thẳng vào cúc hoa của yêu thú. Áo! Yêu thú trợn trừng hai mắt, thân hình nhảy dựng, đau đớn cực độ. Sau khi đánh chúng, Diệp Huyên tiện thể lăn sang bên phải, kéo dài khoảng cách với yêu thú. Ở nơi xa, con yêu thú không ngừng lăn lộn trên đất, kêu la thảm thiết. Cảm giác thốn đó ngay cả yêu thú cũng khó lòng chịu nổi. Quan trọng nhất là trong lúc đánh nhau làm gì có loài yêu thú nào sử dụng cái chiêu thức này cơ chứ? Bởi vậy, con yêu thú kia căn bản không ngờ Diệp Huyên sẽ xài chiêu này. Yêu thú lăn lộn gãy giụa trên đất. Gào thét đau đớn. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới trước mặt nó. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, yêu thú liền gầm lên,
trong mắt lộ rõ vẻ hằn học. Diệp Huyên nhìn yêu thú, có muốn chết không? Dứt lời, hắn liền rút đuôi bọ cạp ra ngang đến phần hông của yêu thú, sau đó nhếch miệng cười, nếu ngươi lắc đầu, ta sẽ lại đâm thêm vào, hê hê. Dưới sự điều khiển của ý thức, thân hình yêu thú liền run bần bật, nó nhìn Diệp Huyên, trong mắt ngoài vẻ hằn học còn xen lẫn đôi phần e dè. Diệp Huyên cười nói, không giết ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi phải trả lời vấn đề của ta. Thế nào? Yêu thú chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Tay phải của Diệp Huyên đột nhiên ấn mạnh, chỗ nào đó đã bị nứt của yêu thú lại bị rạch to hơn. Nó kinh hãi vạn phần, nhanh chóng lăn về phía sau, Diệp Huyên lại đi tới trước mặt nó, có ý kiến à? Yêu thú vội vàng lắc đầu, nó nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt như nhìn ma quỷ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không có thì tốt. Nào, ta hỏi ngươi, đây là chỗ nào hả? Yêu thú nhìn Diệp Huyên, sơn mạch vạn thú. Biết nói tiếng người cơ à? Diệp Huyên nhìn yêu thú, vì sao ngươi lại biết nói tiếng người? Chẳng phải yêu thú nên nói thú ngữ sao? Sao ngươi lại nói được tiếng người hả? Mắt yêu thú dần dật, con người, ta là yêu thú có linh trí. Diệp Huyên nhíu mày, thì cũng là yêu thú cả thôi. Sao ngươi lại biết nói tiếng người? Yêu thú đột nhiên tức giận gắt lên, ngươi đừng hỏi vặn kiểu đó nữa được không? Vừa gắt xong, dường như nghĩ tới điều gì, nó lại kìm lòng chẳng đặng rụt người về phía sau. Diệp Huyên liếc mắt đánh giá yêu thú, sau đó nói, ngươi đã từng gặp những người khác chưa? Yêu thú lắc đầu. Diệp Huyên lại nói, bên ngoài sơn mạch vạn thú là nơi nào? Yêu thú lại tiếp tục lắc đầu, không biết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, yêu thú vội vàng nói thêm, ta chưa từng rời khỏi sơn mạch vạn thú này, tất nhiên là không biết rồi. Diệp Huyên thoáng trầm ngâm, sau đó hỏi, vậy yêu thú mạnh nhất ở sơn mạch vạn thú này là gì? Con yêu thú nhìn Diệp Huyên, cự viên vượn khổng lồ, hình thể cực kỳ to lớn, mạnh lắm. Diệp Huyên hỏi, nó sống ở đâu? Yêu thú chỉ sang phải, viên sơn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lại hỏi tiếp, người coi ta có đánh thắng được nó không? Yêu thú nhìn Diệp Huyên mà không ừ chẳng hử. Diệp Huyên đứng tại chỗ, trầm tư giây lát. Một lát sau, hắn xoay người rời đi. Mà phương hướng của hắn chính là viên sơn kia. Thấy Diệp Huyên rời đi, còn yêu thú kia liền thở phào một hơi, nhưng đúng lúc này Diệp Huyên lại quay trở lại. Hắn đi tới trước mặt yêu thú, ngươi chưa bao giờ gặp con người sao? Yêu thú gật đầu, chưa từng. Diệp Huyên nheo mắt, vậy ngươi biết ta là ai không? Yêu thú nhìn Diệp Huyên, lắc đầu. Diệp Huyên liền nhếch miệng cười, sau đó quay người rời khỏi đó. Trước tử quán, Giang Thúc nhìn A Mục, hỏi cậu ta muốn làm gì? A Mục cười nói, hay là Giang Thúc thử đoán xem? Giang Thúc trầm giọng, con vượn khổng lồ kia không phải yêu thú bình thường, mà là yêu vương, mấy chiêu thức kia không có tác dụng với nó đâu. A Mục trầm mặc. Giang Thúc đột nhiên hỏi, hồi đó ngươi đã đối phó với con yêu vương kia của sơn mạch vạn thú kiểu gì vậy? A Mục chỉ mỉm cười mà không đáp. Giang Thúc lắc đầu, nhóc con này, ngay cả Giang Thúc mà cũng không nói được à. A Mục khẽ nói, chúng ta hãy coi thử xem hắn đối phó với con vượn khổng lồ đó kiểu gì đi. Giang Thúc gật đầu, ta cũng tò mò lắm. Bên trong dãy núi, Diệp Huyên ngang nhiên đi về phía con vượn khổng lồ kia. Suốt dọc đường hắn không hề ừ hử câu nào mà chỉ trầm ngâm. Nhưng trong đầu thì nghĩ tới vô số trường hợp có thể xảy ra. Mỗi một trường hợp sẽ có cách giải quyết khác nhau. Nguyên nhân khiến hắn tìm tới con vượn khổng lồ này là bởi hắn muốn liều một phen. Xét theo tình hình hiện giờ, điểm đáng sợ nhất của con đường luyện ngục này không phải là lũ yêu thú ở đây, cũng chẳng phải là tu vi và sức mạnh thân thể tan biến, mà chính là tâm tính. Trước đó hắn từng sở hữu sức mạnh cường đại, nhưng từ giờ về sau, tất cả sức mạnh của hắn đều đã biến mất. Sự chênh lệch kiểu này là loại đáng sợ nhất. Một người đạt tới một độ cao nhất định thì sẽ không muốn bị thụt lùi. Nếu thật sự bị thụt lùi, liệu có bao nhiêu người có thể thừa nhận sự chênh lệch đó đây? Cuộc đời biến hóa khôn lường, không phải ai cũng có thể vượt qua được tình cảnh lên voi xuống chó ấy. Tâm cảnh. Lòng người phải thật bình tĩnh. Tâm niệm thông suốt. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó tăng tốc. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên đã đi vào khu vực mà vượn khổng lồ sinh sống.
Hắn quang minh chính đại đi sâu vào trong ngọn núi chỗ vườn khổng lồ, không hề tránh tránh né né. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới trước một ngọn núi nhỏ. Lúc này, mặt đất phía xa đột nhiên rung chuyển, tiếp theo đó, một con yêu thú hình thể to lớn cũng vươn người đứng dậy. Cự viên. Không thể không nói rằng hình thể của con vượn khổng lồ này cực kỳ lớn, nhưng so ra thì vẫn thua kém con vượn mà hắn dẫn đi khỏi chỗ dị thú kinh nhiều lắm. Nhưng ở địa phương này thì con vượn khổng lồ trước mặt cũng đã là loài vô cùng đáng sợ. Cự viên nhìn xuống Diệp Huyên, con người. Con người. Diệp Huyên nhìn cự viên, cười nói, chào ngươi. Cự viên đột nhiên nện một đấm về phía Diệp Huyên. Nắm đấm hạ xuống tựa như cả ngọn núi đè nặng. Mà Diệp Huyên vẫn không đổi sắc mặt, vu tộc. Vu tộc. Khi nắm đấm của cự viên cách đỉnh đầu Diệp Huyên chừng nửa trượng thì bỗng ngừng lại. Nó ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Huyên, con người, ngươi nói gì? Diệp Huyên nhìn cự viên, ta là người của vu tộc. Hai mắt cự viên híp lại, thí luyện của vu tộc. Diệp Huyên gật đầu. Cự viên liền nói, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên nhìn cự viên. Cười nói, nếu ta đoán không nhầm thì các người bị nhốt ở trong này, đúng không? Cự viên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên cười bảo, có muốn rời khỏi nơi này không? Cự viên mặt không đổi sắc, ở đây rất tốt. Diệp Huyên bật cười, rất tốt sao? Ta nói thẳng nhé, ngươi cũng biết linh khí ở ngoài kia nhiều thế nào đúng không? Cự viên chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói lời nào. Diệp Huyên lại nói, linh khí ở bên ngoài nhiều hơn ở đây không chỉ 10 lần. Ta cho ngươi hay, với thiên phú và năng lực của ngươi, nếu sống ở ngoài kia thì hiện giờ ít nhất cũng phải là chủ tế cảnh. Cự viên nhíu mày, chủ tế. Diệp Huyên chân thành nói, chính là một cảnh giới. Dứt lời, hắn liền liếc mắt nhìn một vòng, rồi khẽ cất lời, nếu như ta đoán không sai, thì tổ tiên của ngươi chưa từng có một ai rời khỏi nơi này được, đúng chứ? Cự viên vẫn chỉ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười tiếp lời, yêu thú bình thường ở nơi đây khá yếu, không phải vì thiên phú của các ngươi kém cỏi, mà là do hoàn cảnh sống thiếu thốn. Nếu là ở ngoài kia, các ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ không chỉ 10 lần thôi đâu. Cự viên mặt không cảm xúc, ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Diệp Huyên đi tới trước mặt cự viên, ngươi có muốn thay đổi không? Cự viên hờ hững cất lời, thay đổi. Con người, người đang đùa ta sao? Diệp Huyên nhìn cự viện, phụ tộc nhốt các ngươi ở chỗ này, lẽ nào các ngươi không muốn thoát ra sao? Cự viên hỏi ngược lại, người có thể đại diện cho phụ tộc à? Diệp Huyên cười nói, chỉ cần ta ra khỏi đây được thì ta chính là đại tế ti của phụ tộc, lúc đó, ta có thể thay đổi điều này. Cự viên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, sao ta biết được ngươi nói thật hay giả? Diệp Huyên cười nói, sao ngươi không thử cược một ván? Cự viên trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, ta vốn dĩ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có biết lý do tại sao ta lại dám tới đây không? Bởi vì ta muốn cược một lần, vậy sao ngươi lại không dám? Cự viên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đã từng, rất nhiều năm về trước có một nữ nhân tới đây, nàng ta đã giết cả tộc cự viên chúng ta. Diệp Huyên nheo mắt, đó không phải là A Mục đấy chứ? Không đúng, chắc không phải A Mục đâu. A Mục không phải kiểu người thích giết chóc, chắc hẳn là đại tế ti tiền nhiệm. Diệp Huyên trầm giọng, vậy ngươi thấy thế nào? Cự viên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi mang tới cho ta một cảm giác vô cùng gian xảo. Nói đơn giản chính là, trông ngươi không giống người tốt. Diệp Huyên, cự viên lại nói, ta sẽ không tin con người. Dứt lời, nó chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Diệp Huyên cười nói, ngươi không muốn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh nơi đó sao? Cự viên nhìn Diệp Huyên cũng nhìn thẳng vào cự viên, nếu ngươi giúp đỡ ta, ta có thể thay đổi huyết mạch của ngươi, để ngươi tự đột phá huyết mạch và những gì trói buộc ngươi. Cự viên nheo mắt, vì sao ta phải tin ngươi? Diệp Huyên nhún vai, ta nói rồi đấy thôi, ngươi có thể cược thử một lần. Tất nhiên, ngươi cũng có thể chọn cách không cược, tiếp tục ở lại chỗ này. Và rồi ngày càng nhiều người tới đây tham gia thí luyện, hoặc ngươi sẽ già dần rồi chết ở đây. Cự viên trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, sao không cược thử một lần, dù sao ngươi cũng chẳng tổn thất gì cả. Thấy thế nào? Cự viên nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng ta không tin ngươi. Diệp Huyên lại cười, ngươi thử nghĩ mà xem,
tại sao vu tộc lại cho ta tới đây tham gia thí luyện? Bọn họ sẽ để một kẻ vô sỉ tham gia thí luyện dành cho đại tế ti sao? Ta khẳng định với ngươi cả nhân phẩm lẫn thiên phú của ta đều được vu tộc công nhận, thế nên bọn họ mới để ta vào đây. Ngươi đã hiểu chưa? Cự viên im lặng. Diệp Huyên lại nói, trong lúc trò chuyện với ngươi ta đã phát hiện ngươi cũng biết không ít đâu. Thật ra, ta có thể nói thẳng, quyết định lúc này của ngươi sẽ có thể thay đổi được vận mệnh của cả tộc cự viên các ngươi. Tại sao ngươi lại không cược thử đây? Cự viên vẫn chỉ im lặng. Rõ ràng nó đang có phần do dự. Diệp Huyên thấy vậy liền chêm lời, ở sơn mạch vạn thú này ngươi không có đối thủ, nhưng chắc hẳn hiện giờ ngươi đang ở vào bình cảnh. Nếu cứ ở mãi nơi này sẽ khó mà giúp ngươi tăng thêm được thực lực, khó như lên trời vậy. Nhưng nếu ngươi rời khỏi chỗ này rồi, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện tăng thực lực chính là điều dễ như trở bàn tay. Còn nữa, nếu như ngươi trợ giúp ta, thì ta sẽ ghi nhớ điều này suốt đời, và sẽ báo đáp ngươi. Cự viên nhìn Diệp Huyên, ngươi không rời khỏi đây được đâu. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Cự viên khẽ nói, dù ta có thả ngươi ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi sơn mạch vạn thú này thì những chỗ kia còn nguy hiểm hơn nữa. Diệp Huyên cười nói, thì có sao? Tu vi và sức mạnh của ta đều đang bị phong ấn mà ta còn chẳng sợ. Ngươi có thực lực mạnh như thế thì sợ gì chứ? Đi theo ta, chúng ta cùng đánh giết sông ra ngoài. Cự viên thoáng im lặng một lát mới cất lời, con người, ngươi có dám thề không? Diệp Huyên nhìn cự viên, thề gì? Cự viên nói, nếu như ra ngoài được rồi, ngươi phải dẫn ta và tộc cự viên của ta rời khỏi nơi này. Diệp Huyên đáp, tất nhiên, nếu ta ra ngoài được, ta chắc chắn sẽ giữ chữ tín. Nếu như nuốt lời, vậy thì mãi mãi không được chết yên ổn. Cự viên khẽ gật đầu, được. Nghe thấy vậy, Diệp Huyên liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhóc con này đồng ý rồi. Cũng may chí lực của nhóc con này không thấp, bởi vì nếu thấp quá thì hắn cũng chẳng có cách nào dụ dỗ được nó cả. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, phía sau sơn mạch vạn thú là gì? Cự viên đáp, đầm lầy vực thẳm. Ở nơi đó có một bầy cá sấu khổng lồ cực kỳ hung hãn cư trú, nếu như trên đất liền thì ta chẳng việc gì phải sợ hãi chúng nó. Nhưng ở trong đầm lầy thì ta không phải đối thủ của chúng. Diệp Huyên thoáng im lặng, sau đó nói, nơi này có bao nhiêu yêu thú cường đại. Ý ta là những loài rất mạnh ấy. Cự viên nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên nói, nếu chỉ có hai ta thì thế lực phe ta quá mỏng manh. Ngươi có thể kêu gọi được bao nhiêu yêu thú nữa muốn rời khỏi đây cùng chúng ta? Cự viên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên cười nói, ngươi thử tập trung những tộc yêu thú mạnh mẽ ở nơi này lại xem sao. Cự viên liếc nhìn Diệp Huyên, nhưng sau đó vẫn quay người rời đi. Ước chừng một lúc lâu sau, cả sơn mạch vạn thú đột nhiên rung chuyển dữ dội, vô số yêu thú đều lao về phía núi cự viên. Chỉ trong chốc lát, trước mặt Diệp Huyên đã có rất nhiều yêu thú xuất hiện, ước chừng vào khoảng mấy nghìn con. Mà kẻ đi đầu chính là con vượn khổng lồ hồi nãy. Phía sau nó còn có khoảng 30 con vượn hình thể to lớn. Cự viên nhìn Diệp Huyên, đám yêu thú này tình nguyện đi theo ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không thể không nói, con vượn khổng lồ này không hổ là lão đại ở đây, vẫn có sức thu hút. Cự viên lại hỏi, giờ chúng ta làm gì? Diệp Huyên quay đầu nhìn ra xa, khẽ đáp, đến đầm lầy vực thẳm. Dứt lời, hắn quay lại nhìn cự viên, ta có thể ngồi trên người ngươi không? Ngươi biết đó, ta đi chậm lắm. Cự viên liếc Diệp Huyên một cái, nó không cho Diệp Huyên ngồi trên người mình, nhưng có thể cho Diệp Huyên ngồi trên vai của một con yêu thú tộc vượn khác. Dưới sự chỉ huy của con vượn khổng lồ, cả đám yêu thú cứ thế trùng trùng điệp điệp lao nhanh về phía đầm lầy vực thẳm. Bên ngoài quán rượu, Giang Thúc quay sang A Mục, cậu ta đang xúi dục yêu thú nổi loạn. A Mục im lặng. Giang Thúc hạ giọng, cậu ta làm thế này không ổn chút nào. Đám yêu thú đó là do chúng ta nuôi nhốt bên trong. Cậu ta, A Mục đột nhiên cất lời, con đường thí luyện có quy định không được liên thủ với yêu thú sao? Giang Thúc thoáng do dự, sau đó lắc đầu, quả thật không có chuyện này. A Mục liền cười nói, vậy thì đâu có trái luật. Giang Thúc cười khổ, nhóc à, cậu ta làm vậy thì sẽ khiến trong đó trở nên lộn xộn. Thằng nhóc kia vốn chẳng ra chiêu theo lẽ thường, nếu cứ để cậu ta tiếp tục làm như vậy,
ta thật sự không biết cậu ta sẽ quậy cho trong đó thành thế nào nữa. A Mục im lặng không nói. Giang Thúc trầm giọng, sao ngươi không nói gì? A Mục khẽ khàng cất lời, ta nên nói gì đây? Giang Thúc trầm giọng, cậu ta đã trở thành Sơn Đại Vương rồi. Ta sợ nếu cứ để cậu ta tiếp tục, vậy thì cậu ta sẽ thống nhất cả giới thí luyện đấy. A Mục. Bên trong dãy núi, Diệp Huyên dẫn theo cả bầy yêu thú phi nước đại. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới đầm lầy vực thẳm. Trước mặt Diệp Huyên là một vùng đầm lầy. Đầm lầy vực thẳm. Nhìn bề ngoài, đầm lầy này vô cùng phẳng lặng, nhưng Diệp Huyên biết rõ bên trong đầm có ẩn chứa sát cơ. Diệp Huyên nhìn cự viên bên cạnh mình, người có thể bảo chúng nó ra đây được không? Cự viên thoáng im lặng, một lát sau nó đi tới bên bờ đầm lầy, đột ngột nện một quyền vào bên trong đầm. Uỳnh! Sau nắm đấm đó, cả vùng đầm lầy trước mặt cự viên liền nổ tung. Chỉ một lát sau, đầm lầy đã sôi sục, thoáng chốc đã có rất nhiều con cá sấu khổng lồ nổi lên. Nhìn thấy cảnh đó, cự viên liền lùi về sau chừng vài trượng. Ở trong khu vực đầm lầy thì nó không phải đối thủ của đám cá sấu này. Diệp Huyên đột nhiên cất lời, ai là thủ lĩnh của bọn chúng? Cự viên lắc đầu, không biết. Đúng lúc này, một con cá sấu hình thể to lớn đột nhiên trồi lên từ trong đầm lầy vực thẳm. Con cá sấu này to hơn những con khác trong đầm gấp mấy lần. Diệp Huyên nhìn con cá sấu trước mặt, cười hỏi, có thể nói chuyện được không? Cự ngạc nhìn Diệp Huyên, con người. Diệp Huyên gật đầu, vu tộc. Cự ngạc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, con người, người muốn làm gì? Diệp Huyên nói, ta muốn nói chuyện với các ngươi. Cự ngạc cười lạnh, nói chuyện gì? Diệp Huyên nhìn cự ngạc, có muốn rời khỏi thế giới này không? Cự ngạc híp mắt, ngươi có ý gì? Diệp Huyên khẽ cười, ý ta là, ta có thể dẫn các người rời khỏi nơi này. Cự ngạc nói, tại sao chúng ta lại phải rời khỏi đây? Diệp Huyên cười nói, bởi vì linh khí ngoài kia nhiều hơn ở đây phải gấp 10 lần. Nếu các người ra ngoài đó tu luyện, làm ít nhưng sẽ được hưởng nhiều. Cự ngạc nhìn Diệp Huyên, ngươi là con người. Diệp Huyên mỉm cười, thì đã sao? Lẽ nào tất cả con người đều xấu xa hết ư? Chẳng phải con người cũng có người tốt đấy sao? Dứt lời, hắn liền chỉ vào cự viên, không tin thì ngươi cứ hỏi nó đi. Ta tốt lắm đó. Cự viên. Cự ngạc nghe xong liền quay sang nhìn cự viên. Cự viên thoáng do dự một lát rồi mới gật đầu, quả thật rất tốt. Đáng tin. Cự ngạc nhìn cự viên, ngươi tin con người. Cự ngạc gật đầu, sao ngươi không thử cược một ván xem? Nếu cược thành công thì có thể dẫn cả tộc cự ngạc của ngươi rời khỏi thế giới này. Còn giả như thất bại, thì ngươi cũng đâu tổn thất gì, đúng chứ? Hay là ngươi muốn sống cả đời ở cái chốn này? Cự ngạc im lặng. Cự viên lại chêm lời, với thiên phú của ngươi, nếu ra đến bên ngoài ít nhất cũng sẽ phải đạt chủ tế cảnh. Diệp Huyên. Cự ngạc nhíu mày, chủ tế cảnh. Cự viên vội vàng gật đầu, chính là một cấp bậc cực kỳ cao. Cự ngạc, lẽ nào ngươi muốn ở mãi nơi này cả đời sao? Ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho cả tộc cự ngạc của ngươi nữa chứ. Đến khi ra được ngoài rồi, ở đó dư giả linh khí, với thiên phú của ngươi, đừng nói là chủ tế cảnh, mà còn hơn thế nữa cũng là chuyện trong tầm tay. Dứt lời, nói liền quay sang Diệp Huyên, hỏi, đúng không? Diệp Huyên liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Cự ngạc nhìn về phía Diệp Huyên, phía trên chủ tế cảnh là gì? Diệp Huyên. Cự ngạc nhìn Diệp Huyên, nếu ra được bên ngoài thì ta cũng có cơ hội đạt tới độn nhất cảnh trong truyền thuyết sao? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Cự viên đột nhiên nói, các hạ, không phải thiên phú của chúng ta kém cỏi, mà bởi vì hoàn cảnh nơi đây thiếu thốn. Với thiên phú của chúng ta, nếu ra được bên ngoài thì chắc chắn sẽ vượt qua được tổ tiên. Lúc đó, ngay cả vu tộc có đứng trước mặt thì chúng ta cũng có thể tiêu diệt trong phút chốc. Diệp Huyên quay sang cự viên, nháy nháy mắt. Cảm nhận được ánh nhìn của Diệp Huyên, cự viên liền quay sang hắn, có vấn đề gì à? Diệp Huyên thoáng do dự một lát mới đáp, nếu ta trở thành đại tế ti rồi thì chúng ta coi như thành bạn bè. Mọi người cùng chung sống hòa bình, các ngươi có đồng ý không? Suy cho cùng thì chiến tranh luôn dẫn tới chết chóc tang thương mà. Cự viên gật đầu, đến lúc đó sẽ nể mặt ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, cự ngạc đột nhiên cất lời, con người,
liệu ta có tin được ngươi không? Diệp Huyên không nói gì, còn Cự Viên thì đáp, chắc chắn rồi. Cự Ngạc nhìn Cự Viên, Cự Viên liền nói, con người này không tệ đâu, hơn nữa không phải tất cả con người đều xấu xa thối nát, trong số đó cũng có người tốt nữa mà. Và lại, đây chính là cơ hội cuối cùng của cả hai tộc chúng ta phải nắm cho chắc. Cự Ngạc trầm ngâm. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giơ cao tay trái, vì tự do. Cự Viên sững sờ, sau đó cũng giơ tay trái lên, gầm thét, vì tự do. Phía sau nó, vô số yêu thú đều đồng loạt gầm to. Tự do. Hiện giờ chúng nó chẳng khác gì thú nuôi bị nhốt trong lồng, quả thật quá oan ức. Vì tự do. Tự do. Cự Ngạc thoáng trầm ngâm một hồi, sau đó nó đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, khẽ nói, vì tự do. Tiếp theo nó, trong vùng đầm lầy vực thẳm, vô số con cá sấu khác cũng đồng loạt hô hào. Nhìn cảnh tượng đầm lầy vực thẳm hiện giờ, Diệp Huyên liền mỉm cười, hắn đi tới trước mặt Cự Ngạc rồi cất lời, phía sau đầm lầy vực thẳm là gì? Cự Ngạc trầm giọng, hẻm núi tội ác. Diệp Huyên nhíu mày, đó là nơi thế nào? Vẻ mặt Cự Ngạc vẫn lạnh băng, nó bảo, ở đó có một đám cú vọ sinh sống, vào ban đêm, chúng nó sẽ dốc toàn bộ lực lượng đi săn mồi. Lúc này, Cự Viên đột nhiên nói, đúng vậy, sơn mạch vạn thú của chúng ta cũng thường xuyên bị chúng nó vơ vét. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi, tới hẻm núi tội ác. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Cự Ngạc, hỏi, người có thể lên bờ được không? Cự Ngạc đáp, có thể, nhưng thực lực của chúng ta lúc ở trên bờ sẽ giảm xuống. Diệp Huyên cười đáp, không sao, chúng ta đi thôi. Cứ thế, Diệp Huyên liền dẫn theo cả đoàn yêu thú đi về phía hẻm núi tội ác kia. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đã tới được hẻm núi tội ác, dù hiện giờ là ban ngày nhưng trong hẻm núi lại chỉ có đúng màu đen kịt, khiến người khác phát khiếp. Diệp Huyên nhìn về phía hẻm núi tội ác, có thể nói chuyện với bọn nó được không? Cự Viên đột nhiên đi tới lối vào hẻm núi, thế rồi đột ngột nện một quyền xuống đất. Quỳnh! Mặt đất rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, những tiếng rít chói tai liền từ trong hẻm núi truyền ra ngoài, chỉ một lát, có vô số bóng đen từ bên trong xông ra, cả khoảng trời đen kìn kịt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Huyên lập tức biến sắc, đám cú vọ kia rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn nói chuyện sao? Cự Viên đột nhiên hỏi, làm thế nào đây? Diệp Huyên đáp, rút lui. Cự Viên đột ngột vung cánh tay lên, chỉ trong chốc lát, cả đàn yêu thú đã rút nhanh về sau như thủy triều. Cả đám nhanh chóng lùi đến khu vực đầm lầy vực thẳm, nhưng những con cú vọ kia lại không hề có ý định buông tha mà vẫn dồn sức đuổi theo. Sắc mặt Diệp Huyên sa sầm, hắn chỉ tay lên trời nhưng lại chẳng thấy bất cứ hiện tượng gì xảy ra. Diệp Huyên thoáng cảm thấy ngại ngùng, bởi vì lúc này hắn mới nhận ra bản thân không có tu vi. Nếu ở bên ngoài thì cái chỉ tay vừa nãy của hắn có thể tiêu diệt được cả đám cặn bã kia. Diệp Huyên nhìn sang Cự Viên, liệu có đánh thắng bọn nó được không? Cự Viên đáp, có thể thử xem sao. Diệp Huyên liền gật đầu, xông lên. Cự Viên đột nhiên gầm thét, sau đó dậm chân bật mạnh về phía bầu trời rồi thả mình xuống đất. Cú va chạm này tựa như một ngọn núi nhỏ rung chuyển, kinh hồn bạt vía. Ầm ầm. Rất nhiều con cú vọ bị chết bởi cú va chạm của Cự Viên, nhưng số lượng bên pha cú vọ lại quá đông đúc. Diệp Huyên đột nhiên giơ tay trái lên cao, chiến đấu vì tự do. Giết! Nói xong, hắn liền xông ra ngoài. Sau lưng hắn, cả đám yêu thú cũng nhao nhao xông lên. Tuy số lượng cú vọ khá đông nhưng yêu thú sau lưng Diệp Huyên cũng không hề ít, nên trận hỗn chiến này bọn họ không ở vào thế yếu, nhất là đám Cự Viên còn có ưu thế da dày thịt béo. Thế nên tạm thời đám cú vọ không có cách nào đối phó cả. Trước quán rượu, Giang Thúc nhìn cuộc chiến giữa đám yêu thú, im lặng không nói gì. A Mục cũng im lặng giống ông. Một lát sau, Giang Thúc đột nhiên cất lời, tại sao đám yêu thú kia lại đi theo cậu ta? A Mục khẽ cất lời, tự do. Giang Thúc thoáng do dự, muốn nói lại thôi. A Mục liền hy, Giang Thúc muốn nói gì sao? Giang Thúc lắc đầu, ta chỉ cảm thấy loại thí luyện kiểu này đã mất đi ý nghĩa vốn có của thí luyện mà thôi. A Mục nhìn Giang Thúc, Thúc sai rồi, cực kỳ sai. Giang Thúc nhìn A Mục, là sao? A Mục khẽ đáp, trừ phi Thúc có thực lực vô địch, còn không thì mưu trí nhiều lúc còn quan trọng hơn cả,
Thí luyện này không chỉ thử thách tâm cảnh của một người, mà còn khảo nghiệm cả trí thông minh của người đó. Ngoài đại tế thì tiền nhiệm thì ai trong chúng ta cũng đều sử dụng chiêu trò cả. Chẳng qua chàng trai này chơi triệt để hơn thôi. Giang Thúc im lặng. A Mục khẽ nhắm mắt lại, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Bên cạnh đầm lầy vực thẳm, cuộc chiến lúc này đã kết thúc, đám cú vọ kia cũng đã lùi về chỗ hẻm núi lớn, bởi vì ban ngày là trở ngại của chúng. Cự viên bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng, chắc chắn đến đêm chúng nó sẽ đột kích lần nữa. Diệp Huyên đột nhiên nói, phe chúng ta thương vong thế nào? Cự viên nhìn lướt một vòng, hơn 100 yêu thú. Hơn 100 sao? Vẻ mặt Diệp Huyên xa sầm. Một lát sau, hắn khẽ cất lời, hãy chôn cất chúng thật cẩn thận. Cự viên lắc đầu, phiền. Diệp Huyên đột nhiên nói, bọn chúng là chiến hữu của chúng ta. Là chiến hữu đó. Dứt lời, hắn liền liếc nhìn đám yêu thú có mặt, bắt đầu từ giờ giữa chúng ta không phân biệt chủng tộc. Không có nhân tộc, không có tộc cự ngạc, không có yêu tộc, chẳng có lang tộc, chúng ta đều như nhau. Ta nói rõ ràng trước, nếu các ngươi đã lựa chọn tin ta thì ta nhất định sẽ dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Ra đến bên ngoài, ông đây sẽ khiến tất cả yêu thú các ngươi thoát thai hoán cốt. Ông đây đã nói thì sẽ làm được. Có tiểu linh nhi ở đây, muốn khiến đám yêu thú này thoát thai hoán cốt là chuyện hắn có thể nắm chắc. Cự viên nhìn Diệp Huyên, ngươi nói thật chứ? Diệp Huyên nhìn chằm chằm cự viên, thật. Cự viên nhìn Diệp Huyên, con người, ta biết chắc chắn ngươi không phải người bình thường. Lúc ở đây tu vi của ngươi bị phong ấn, nên thực lực không bằng chúng ta. Nhưng nếu ra ngoài rồi, ắt hẳn thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta. Ta mong là ngươi là người giữ chữ tín, sẽ dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Diệp Huyên nhìn thẳng vào mắt cự viên, ta nói được thì sẽ làm được. Cự viên gật đầu, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu vì ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, nhóm lửa. Nhóm lửa. Đám yêu thú có mặt đều sững sờ. Diệp Huyên nhìn về phía hẻm núi xa xa, gằn giọng, nếu chúng nó không muốn bàn chuyện vậy thì ông đây không thèm nữa. Nhóm lửa. Dứt lời, hắn liền bắt đầu nhóm lửa. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên dẫn theo cả đám yêu thú lao về phía hẻm núi tội ác kia, mà đám yêu thú này đều mang theo một bó đuốc. Diệp Huyên vẫn ngồi trên vai con vượn lớn lúc này, tay trái cầm một bó đuốc đang cháy hừng hực. Đốt sạch cả hẻm núi. Trước quán rượu, Giang Thúc đột nhiên nói, thật ra, cậu ta đã có thể vượt qua rồi. A Mục lắc đầu, sau hẻm núi kia chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Giang Thúc nheo mắt, ở đó có gì? A Mục khẽ đáp, kẻ mang tội. Diệp Huyên dẫn theo đại quân yêu thú đến hẻm núi tội ác, Diệp Huyên bảo vô số yêu thú ném đuốc vào hẻm núi. Trong phút chốc, cả hẻm núi lập tức bốc cháy, vô số con cú lao ra. Diệp Huyên gầm lên, chiến đấu. Nói xong, hắn dẫn đầu xông lên. Tuy rằng hắn không có tu vi, nhưng ý thức chiến đấu không hề kém. Nhưng những con cú này không ra tay, mà ào ào bay về phía chân trời. Rất nhanh, tất cả con cú biến mất ở phía cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên và các yêu thú đều ngây người. Sao lại thế này? Mà lúc này, ngọn lửa trong hẻm núi đột nhiên biến mất. Diệp Huyên nhíu mày. Bỗng nhiên, một hòn đá bay ra từ trong hẻm núi kia, tốc độ cực nhanh, làm cho Diệp Huyên lập tức biến sắc. Đúng lúc này, cự viên chợt chắn trước mặt Diệp Huyên, nó đánh mạnh một quyền. Hòn đá kia xuyên qua tay phải của cự viên, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, cả người cự viên bay ngược ra sau. Tất cả yêu thú ở đây nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Cự viên là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong số bọn chúng. Diệp Huyên nhìn về phía hẻm núi, trong hẻm núi kia, một cô gái chậm rãi đi ra, cô gái mặc một chiếc váy màu đen, tóc dài ngang vai, hai tay và hai chân của nàng ta đều buộc dây xích màu đen. Giang Thúc ở trước quán rượu kia nhìn thấy cô gái, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt, nàng ta. Khuôn mặt A Mục không chút biểu cảm. Chấm chấm chấm. Trước hẻm núi, cô gái nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không chút biểu cảm, cũng không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, không biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào. Cô gái nhìn lướt qua đám yêu thú, sau đó nói, ngươi là người thí luyện của Vu tộc. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái đột nhiên vung tay phải lên.
Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh bay ra ngoài, lần bay này ước chừng xa đến mười mấy trượng, hắn mới vừa rơi xuống đất, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Diệp Huyên từ từ đứng lên, hắn nhìn về phía cô gái kia, cô gái chỉ vào đám yêu thú, nói với giọng châm chọc, một con đường thí luyện đơn giản, thế mà ngươi lại tụ tập đám ô hợp này, thể diện của ngươi đâu? Diệp Huyên lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía cự viên, dẫn tất cả yêu thú lùi về sau. Cự viên lắc đầu, nó chắn trước mặt Diệp Huyên, lúc này, cô gái kia vung tay phải. Cự viên lập tức bị đánh bay, sau khi bay xa hàng chục trượng nó rơi mạnh xuống đất, mà lúc này, trên người toàn vết thương, máu tươi chảy ròng. Đám yêu thú nhìn thấy cảnh này, liền lộ ra ánh mắt sợ hãi. Cô gái nhìn thoáng qua cự viên, mặt không chút biểu cảm con kiến. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người đúng là một người thí luyện có năng lực kém cỏi. Diệp Huyên không quan tâm cô gái, mà đi đến bên cạnh cự viên, nó nằm trên mặt đất, máu trên người không ngừng chảy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Cự viên nhìn Diệp Huyên, là lựa chọn của chúng ta. Nói xong, nó định đứng lên, nhưng nó phát hiện, nó căn bản không đứng dậy nổi. Một đòn kia đã làm nó bị trọng thương. Diệp Huyên đứng dậy nhìn về phía cô gái kia, mục tiêu của người là ta. Khóe miệng cô gái nhếch lên đầy khinh thường, người không có tư cách. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám yêu thú, các ngươi trở về đi. Đám yêu thú nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên nói, đưa cự viên trở về. Trở về. Cô gái kia đột nhiên cười lạnh, người có phải là nghĩ nhiều rồi không? Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cô gái, chúng nó không có bất kỳ sự uy hiếp nào đối với người, không phải sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, ta nhìn chúng thì thấy khó chịu, không được sao? Diệp Huyên nhìn chằm chằm cô gái, lúc này, cô gái đột nhiên cười nói, muốn khôi phục thực lực. Diệp Huyên không nói gì. Cô gái bỗng nhiên nói, cho dù ngươi khôi phục thực lực, ta cũng có thể tiêu diệt chúng. Nhưng mà thấy ngươi quan tâm đám nghiệt xúc này như vậy, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Lấy trạng thái bây giờ của ngươi tiếp một chiêu của ta, nếu ngươi có thể tiếp được, ta sẽ bỏ qua cho chúng. Diệp Huyên lắc đầu, ta không tiếp được. Cô gái cười nói, vậy bây giờ ngươi bảo đại tế ti của Vu tộc thả ngươi ra ngoài, hoặc là bảo nàng ta khôi phục thực lực của ngươi. Diệp Huyên híp mắt lại, ngươi biết đại tế ti của Vu tộc. Cô gái gật đầu, ta biết rất nhiều, ngươi có thể bảo nàng ta khôi phục thực lực của ngươi. Sau đó ngươi có thể thử xem có thể ngăn cản ta hay không. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trước quán rượu, A Mục trầm lặng. Trước hẻm núi, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. A Mục chắc chắn biết chuyện ở đây. A Mục không đáp lại, điều này có nghĩa là gì? Cô gái chậm rãi bước về phía Diệp Huyên, nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyên trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người quản ta là ai? Diệp Huyên chỉ vào đám yêu thú, chúng nó và người không thù không oán. Cô gái cười nói, một đám kiến, ta nhìn chúng nó khó chịu. Diệp Huyên híp mắt lại, A Mục, làm cho ta khôi phục thực lực. Nhưng mà, không có gì đáp lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, làm cho ta khôi phục thực lực. Lúc này, giọng của A Mục đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, người khôi phục thực lực, cũng không thể đánh lại nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể ngăn cản nàng ta không? A Mục nói, không thể. Diệp Huyên nhíu mày, cô cũng không thể. A Mục nói, đúng. Bởi vì nàng ta là đại tế ti đời trước của Vu tộc ta, hơn nữa cũng là đại tế ti đánh giỏi nhất qua các thế hệ. Đừng nói ngươi, thần công kia cũng không phải đối thủ của nàng ta. Đại tế ti đời trước. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây ngẩn. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái kia, người là đại tế ti đời trước của Vu tộc. Cô gái cười nói, phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy vì sao người lại ở chỗ này? Cô gái nhìn Diệp Huyên, liên quan quái gì đến ngươi? Đúng lúc này, cô gái đột nhiên nắm chặt tay phải từ xa, cự viên trực tiếp bị nàng ta nhấc lên, hai mắt của cự viên trợn lên, máu tươi bắn tung tóe khắp người nó, như sắp bị nổ tung. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta tiếp một chiêu của người. Cô gái nhìn Diệp Huyên, khóe miệng hơi nhếch lên, người xác định. Diệp Huyên gật đầu, phải.
Cô gái cười nói, người nghĩ rằng ta sẽ thủ hạ lưu tình sao? Diệp Huyên nhìn cô gái, người sẽ không sao. Cô gái mỉm cười, cho ngươi cơ hội cuối cùng, bảo Vu tộc cho ngươi ra ngoài, bây giờ vẫn còn kịp. Diệp Huyên nhe răng cười, sao người nói nhiều như vậy? Cô gái buông lỏng tay phải, cự viên rơi xuống mặt đất. Diệp Huyên nhìn về phía cá sấu khổng lồ, đưa nó rời đi. Cự ngạc nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Đúng lúc này, cô gái kia đột nhiên đánh một quyền ra. Ầm. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, bụng hắn bị một quyền đánh xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên đứng tại chỗ. Trước quán rượu, Giang Thúc cũng đứng ở nơi đó, A Mục nắm chặt hai nắm đấm, không nói lời nào. Trước hẻm núi tội ác, cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, người nghĩ rằng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Không, ta sẽ không. Nói xong, nàng ta thu tay phải lại, Diệp Huyên lập tức ngã xuống. Lúc này, cá sấu khổng lồ đột nhiên dẫn theo đám yêu thú xoay người rời đi. Diệp Huyên nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Hắn cứ như vậy mà chết sao? Lúc này, cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hối hận không? Hối hận. Hắn không hề hối hận. Ngay từ đầu hắn dẫn đám yêu thú này đi là có tâm tư riêng, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ hại chết đám yêu thú này. Bởi vậy, khi nhìn thấy cô gái này, hắn quả quyết bảo đám yêu thú này rút lui, bởi vì hắn biết, đám yêu thú này không phải đối thủ của cô gái kia. Lúc này, cô gái lại nói, ngươi xem, đám yêu thú đều chạy rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chúng nó không chạy, ở đây chờ chết sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, cho nên, ta hỏi ngươi có đáng không? Bởi vì ngươi rõ ràng có thể rời khỏi đây. Diệp Huyên nhìn cô gái, ta không thích người khác vì ta mà chết. Cô gái lắc đầu, nó cũng không phải người thân của ngươi, chỉ là một con nghiệt súc mà thôi. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, đối ta mà nói, người khác không phụ ta, ta nhất định sẽ không phụ người. Nói đến đây, hắn cau mày lại, hắn vẫn còn có thể nói chuyện. Sao lại thế? Diệp Huyên mở hai mắt, hắn nhìn xuống bụng của mình, nơi đó không có vết thương nào cả. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, đây là một thử thách. Cô gái cười lạnh, thử thách, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, có ý gì? Cô gái đến một bên ngồi sống, nàng ta nhìn Diệp Huyên, bây giờ Vu tộc có đại tế ti, ngươi không phải đến thí luyện đại tế ti, nếu ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là Vu thị của đại tế ti đương nhiệm. Diệp Huyên gật đầu, phải. Cô gái nói, ngươi không phải người Vu tộc chính gốc. Diệp Huyên nói, Vu tộc cũng là nhân tộc. Cô gái nhìn Diệp Huyên, đại tế ti nói với ngươi như vậy. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái trầm lặng một lát, sau đó nói, nàng ta nhìn xa hơn ta. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái, tiền bối, vì sao người lại bị nhốt ở nơi này? Cô gái nhìn Diệp Huyên, có liên quan gì đến ngươi không? Diệp Huyên vội vàng nói, A Mục nói với ta, ngươi là đại tế ti đánh nhau giỏi nhất trong các thế hệ, nói cách khác, trong Vu tộc hẳn là không có ai có thể đánh thắng người, nếu đã như vậy, cũng không ai có thể nhốt người, cho nên, nếu ta đoán không nhầm, tiền bối hẳn là đã tự nhốt mình ở đây. Cô gái nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ngươi cũng thật thông minh. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, vì sao ngươi lại tự nhốt mình ở đây? Cô gái im lặng. Diệp Huyên đi đến bên cạnh cô gái, không thể nói sao. Cô gái lạnh nhạt nói, không từ thủ đoạn. Diệp Huyên nhíu mày, ý gì? Cô gái nhìn Diệp Huyên, năm đó sau khi ta lên làm đại tế ti, vì một vài lợi ích, bất chấp sự sống chết của người trong tộc, hại chết rất nhiều người. Với ta mà nói, hy sinh một số người, đổi lại một vài lợi ích, là hoàn toàn xứng đáng. Diệp Huyên trầm lặng. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, người nghĩ sao? Diệp Huyên lắc đầu, không dám gật bừa. Nếu là ta sẽ không hy sinh người đi theo mình để đổi lại lợi ích, cho dù là lợi ích gì cũng không quý giá bằng tính mạng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên lại nói, cho nên tiền bối tự trách, tự nhốt mình ở đây. Cô gái lắc đầu, ta không cảm thấy mình sai. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái lại nói, nhưng sự phụ của ta nói ta sai rồi. Để ta ở đây bế quan tự suy nghĩ, nhưng ta cảm thấy ta không sai. Hy sinh số ít người, để càng nhiều người được lợi, việc này có gì sai?
Diệp Huyên lắc đầu, người sai rồi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ta không sai. Diệp Huyên nói tiếp, nhưng cách nghĩ của người không sai. Nghe vậy, trong mắt cô gái hiện lên một tia dị sắc, người cũng cảm thấy ta không sai. Diệp Huyên trầm giọng nói, ước nguyện ban đầu là tốt, bởi vì điều ngươi nghĩ là vu tộc, ngươi không có tư lợi, ngươi muốn mưu lợi cho vu tộc, điểm này có gì sai? Cô gái đột nhiên đứng lên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, nói rất đúng. Không nhìn ra, ngươi còn là một người thành thật. Lúc này, trong mắt nàng ta không còn đầy vẻ đe dọa như trước. Bởi vì trong rất nhiều năm qua, đây là người đầu tiên nói nàng ta không sai. Diệp Huyên nhìn đại tế ti đời trước ở trước mặt, lại nói, ta có câu này có thể không dễ nghe, không biết nên nói hay không. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người cứ nói đừng ngại. Diệp Huyên gật đầu, suy nghĩ và ước nguyện ban đầu của người đều không sai, nhưng cách làm lại không đúng. Cô gái nói như thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, người nói, hy sinh số ít người vu tộc đổi lấy lợi ích cho phần lớn người vu tộc, nhưng người có từng nghĩ, làm vậy quá bất công cho những người bị hy sinh. Cô gái trầm lặng. Diệp Huyên lại nói, nếu cho người lựa chọn, để người hy sinh đổi lấy lợi ích cho vu tộc, người chắc chắn sẽ đồng ý, đúng không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, phải, lợi ích của vu tộc là trên hết. Diệp Huyên nói, nhưng người có từng nghĩ không phải tất cả người vu tộc đều có suy nghĩ này giống mình. Có lẽ điều bọn họ càng muốn hơn đó là còn sống. Cô gái im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, công bằng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, công bằng. Diệp Huyên gật đầu, người làm đại tế ti của vu tộc, mỗi một suy nghĩ một hành động đều có thể quyết định sự sống chết của vô số người vu tộc, cũng chính vì như vậy, người nhất định phải công bằng. Lúc trước người nói, hy sinh một bộ phận người vu tộc để đổi lấy lợi ích cho càng nhiều người vu tộc, ta hỏi người, bộ phận nhân thủ bị hy sinh này có phải đều là nhóm người yếu không? Cô gái gật đầu. Diệp Huyên nói, xin hỏi người, bộ phận người vu tộc yếu ớt này có phải con dân của người không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, phải. Diệp Huyên gật đầu, vậy đúng rồi. Cho dù mạnh hay yếu cũng đều là con dân của người, đều là những người mà người làm đại tế ti như người phải bảo vệ, điểm này, thừa nhận không? Cô gái nói, thừa nhận. Diệp Huyên lại nói, không phải ai cũng đều vĩ đại như người. Đa số người dân vu tộc bọn họ chỉ muốn sống, mà không phải bị hy sinh. Người là đại tế ti của vu tộc, có lòng hiến dâng cho vu tộc, nhưng người thử nghĩ xem, nếu chỉ là một người vu tộc bình thường, phía trên có người muốn hy sinh người, sau đó đổi lấy lợi ích cho những người vu tộc khác hưởng thụ, người có cam chịu không? Cô gái trầm lặng. Diệp Huyên nhìn cô gái, nghiêm túc nói, suy nghĩ và ước nguyện ban đầu của ngươi đều không sai, bởi vì người là vì vu tộc, nhưng cách làm của người sai rồi. Đại tế ti là bảo vệ người dân vu tộc. Mà những người dân vu tộc này ở trong lòng đại tế ti không nên phân mạnh yếu, cho dù yếu thế nào thì ở trong lòng bọn họ đại tế ti các người đều giống như thần linh, bọn họ tin tưởng người như vậy, sao người có thể hy sinh bọn họ? Cô gái đột nhiên nói, nếu trong tình huống không thể không hy sinh thì sao? Diệp Huyên nhìn cô gái, nếu thực sự có lúc như vậy, ta lựa chọn chiến đấu, mọi người cùng nhau chiến đấu, tất cả người vu tộc đồng sinh cộng tử, chiến đấu tới cùng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, có phải ngươi muốn nói, ta quyết định như vậy sẽ làm cho càng nhiều người vu tộc phải chết. Cô gái lắc đầu, ta đã hiểu ý của ngươi rồi. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, sư tôn, giống như hắn nói, cách làm của ta sai rồi. Nàng ta vừa dứt lời, xích sắt trên tay nàng ta đột nhiên trở nên hư ảo. Nhìn thấy vậy, cô gái ngây người. Sau đó run giọng nói, người tha thứ cho ta. Nhưng mà không có gì đáp lại. Trong mắt cô gái bỗng nhiên chảy ra chất lỏng trong suốt, nàng ta run giọng nói, lúc trước ta nên nhận sai với người, nhưng mà ta rất kiêu ngạo. Ta đã bao giờ cúi đầu với người khác. Vẫn không có gì đáp lại. Diệp Huyên nói nhỏ, tiền bối. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, ta vốn là một cô nhi, là sư tôn thấy ta đáng thương, mang ta về, dạy ta đọc sách. Dạy ta tập võ, dạy ta vu thuật, ta kỳ tài ngút trời, có thiên phú tu luyện có thể nói là người mạnh nhất ở vu tộc từ trước đến nay. Dần dần, ta càng ngày càng kiêu ngạo, đặc biệt sau khi ta dễ dàng thông qua con đường thí luyện, ta lại càng không để các cao thủ thiên hạ trong mắt,
nhưng cũng chính bởi vì sự tự đại và kiêu ngạo của ta mà thiếu chút nữa đã hại cả Vu tộc. Cũng bởi vì lần đó, sư tôn vì ta mà chết, từ đó về sau, ta tự nhốt mình ở đây, nhưng ta là bởi vì áy náy, chứ không phải thấy bản thân thật sự đã sai. Nói xong, nàng ta từ từ nhắm mắt, bây giờ nhớ lại ánh mắt của sư tôn, ta biết, người chắc chắn đã rất thất vọng về ta. Diệp Huyên nói, vậy người có từng nghĩ tới, trốn tránh như bây giờ có thể khiến người càng thất vọng. Cô gái gật đầu, ta không thể tiếp tục trốn tránh. Diệp Huyên nói, người muốn ra ngoài rồi sao? Cô gái gật đầu, khúc mắc đã được giải, đến lúc rời đi rồi. Diệp Huyên vội vàng nói, mang ta cùng rời đi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người đang thí luyện. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, nếu người đưa ta rời đi thì cũng tính là bản lĩnh của ta, không phải sao? Cô gái nghĩ nghĩ, sau đó nói, người nói cũng đúng, chỉ là ta không thể đưa ngươi rời đi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, người có biết vì sao lúc trước ta không giết ngươi không? Diệp Huyên hỏi, vì sao? Cô gái nhẹ giọng nói, nhìn nhân phẩm của ngươi, ngươi là Vu thị, nếu nhân phẩm ngươi không tốt, ta sẽ thay tế ti của ngươi giết ngươi. Còn có những người bạn yêu thú của ngươi, ta vẫn chưa làm nó bị thương, ngươi nhìn thấy đều là Vu thuật. Diệp Huyên trầm lặng. Cô gái lại nói, ngươi là Vu thị của Vu tộc, chính là người một nhà, hơn nữa, Vu thị địa vị tôn kính, nếu vừa rồi ngươi vứt bỏ đám yêu thú kia, ai biết sau này ngươi có phản bội Vu tộc hay không? Nhưng ngươi đã không vứt bỏ đám yêu thú kia, đại tế ti của ngươi có con mắt không tồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, thực lực của ta rất yếu. Cô gái cười nói, vậy thì đã sao? Ai quy định Vu thị nhất định phải có được thực lực mạnh mẽ? Hơn nữa, thực lực không đủ, có thể tăng lên, nhưng nếu nhân phẩm không tốt, vậy thì rất khó tăng lên. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, nếu không, người đưa ta đi đi. Cô gái mỉm cười, người có thể dựa vào năng lực của chính mình đi tiếp. Nếu người đi ra khỏi con đường này, người sẽ nhận được sự tôn kính của Vu tộc, đến lúc đó, Vu tộc sẽ tôn kính ngươi không phải bởi vì đại tế ti của ngươi, cũng không phải bởi vì thân phận Vu thị của ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta vẫn là đi tiếp thôi. Cô gái cười nói, bảo trọng. Nói xong, nàng ta định rời đi, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, người sau khi ra ngoài, có làm đại tế ti nữa không? Cô gái cười nói, người đoán. Nói xong, nàng ta đã muốn biến mất tại chỗ. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, những điều đó đã không còn là thứ hắn có thể quản được. Diệp Huyên đi về phía xa. Mà đúng lúc này, một cây bút màu đen đột nhiên dừng ở trước mặt hắn, người hãy giữ lấy cây bút này, ngày sau ở bên ngoài nếu gặp nguy hiểm, có thể dùng bút này viết một chữ, đến, người nói đến, ta sẽ đến. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó vội thu hồi cây bút kia. Đại tế ti đánh nhau giỏi nhất của Vu tộc, ngay cả thần công cũng không đánh lại nàng ta, đây chính là một tay đấm siêu cấp. Sau khi thu hồi cây bút, Diệp Huyên xoay người rời đi. Chấm 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 chấm. Trước quán rượu, cô gái xuất hiện trước mặt A Mục. A Mục nhìn cô gái, không nói gì. Giang Thúc ở bên cạnh vội vàng cung kính hành lễ. Cô gái nhìn A Mục, cười nói, người ngươi chọn không tồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, Vu tộc cần ngươi. Cô gái cũng không quay đầu lại, ta sẽ ở đó khi cần đến ta. Nói xong, nàng ta đã biến mất. A Mục thật lâu không nói gì. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên trở về đầm lầy Thâm Uyên một lần nữa, khi nhìn thấy Diệp Huyên, cự viên lập tức lao đến trước mặt Diệp Huyên, quả nhiên, cự viên không bị sao cả. Diệp Huyên thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, hắn vỗ vỗ đùi của cự viên, không có việc gì là tốt rồi. Cự viên khẽ gật đầu. Diệp Huyên nhìn đám yêu thú một cái, các ngươi ở lại chỗ này, con đường còn lại để ta tự đi thôi. Cự viên nhăn mày, ngươi đã từng đồng ý với bọn ta. Diệp Huyên cười nói, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ý của ta là ta đi lên trước, nếu có nguy hiểm, ta sẽ trở lại tìm các ngươi. Hiện tại, quá nhiều yêu thú sẽ rất thu hút sự chú ý của người khác, ngược lại không tốt. Cự viên do dự một lát, sau đó nói, thực lực bây giờ của ngươi. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu, ta hèn hạ một chút. Cự viên còn muốn nói gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi yên tâm,
lần này đi mặc kệ kết quả như thế nào, cho dù ta chết, bạn của ta cũng sẽ thả các ngươi đi, điều này ta có thể cam đoan với các ngươi. Cự viên vẻ mặt phức tạp, vậy ngươi tự mình cẩn thận. Nếu có gì cần, thì trở lại tìm chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, được, chư vị, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cự viên đứng tại chỗ nhìn Diệp Huyên rời đi, nhẹ giọng nói, con người cũng có tốt xấu. Cá sấu khổng lồ nói, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Cự viên gật đầu, có thể. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là A Mục. A Mục nhìn bọn cự viên, đi theo ta. Cự viên nói, ngươi là. A Mục nhẹ giọng nói, đại tế ti của Vu tộc. Ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Cự viên do dự một lát, sau đó nói, có thể đợi một chút không? A Mục nhìn về phía cự viên, nó trầm giọng nói, có thể hắn sẽ cần sự giúp đỡ của bọn ta. A Mục nhìn cự viên một lúc lâu, nàng ta cười nhẹ, được. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất không thấy. Chấm 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 chấm. Xa xa, Diệp Huyên đi xuyên qua hẻm núi tội ác, mà sau hẻm núi tội ác là một vùng đồng bằng. Đồng bằng vô biên vô hạn. Diệp Huyên tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi khoảng một canh giờ. Diệp Huyên gặp một con sông, Diệp Huyên thầm mừng trong lòng, hắn vội lao đến, vừa đến bờ sông, hắn định uống nước, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn cẩn thận quan sát đáy nước ở trước mặt, sau khi xác định không có yêu thú nguy hiểm nào, hắn cúi người xuống, điên cuồng uống nước. Cả đoạn đường đi, hắn đã rất khát. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng truyền đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Uống chậm một chút, không có ai tranh với ngươi đâu. Diệp Huyên nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Mà gần như cùng một lúc, Lễ Đen ở trước quán rượu đột nhiên biến mất. Giang Thúc biến sắc, hắn nhìn về phía A Mục híp mắt lại, hai tay kết ấn, miệng niệm thần chú, một lát sau, trước mặt nàng lại xuất hiện một lỗ đen, nhưng mà bên trong lại không có gì cả. Lúc này sắc mặt của A Mục cũng thay đổi. Vẻ mặt của A Mục u ám đến đáng sợ, bên trong có khách không mời mà đến. Chấm 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 chấm. Khách không mời mà đến. Bờ sông, Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, một cô gái đang ngồi chồm hổm ở cách hắn không xa. Cô gái mặc một chiếc váy bố, rất đơn giản, mái tóc ngang vai, nàng ta vốc một nắm nước nhẹ nhàng phủ lên mặt mình. Rửa mặt. Diệp Huyên nhìn thấy cô gái này, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Đây lại là thần tiên phương nào? Sẽ không phải là đại tế ti đời trước của Vu tộc đấy chứ. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó đi đến bên cạnh cô gái, hơi hành lễ, chào tiền bối. Cô gái quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên nhìn thấy được dung mạo của cô gái, dung mạo của cô thật sự rất bình thường, nhưng không khó nhìn, chính là khuôn mặt đại chúng. Cô gái cười nói, ngồi đi. Diệp Huyên cũng không sợ, ngồi ở bên cạnh cô gái. Cô gái lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng nhẹ nhàng lau mặt, sau đó nói, người có từng nghe qua về Lục Duy chưa? Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Huyên lập tức thay đổi. Cô gái khẽ cười nói, không cần phải khiếp sợ, có Tam Duy, Tứ Duy, Ngũ Duy, tự nhiên cũng sẽ có Lục Duy, người nói xem. Diệp Huyên hỏi, theo như lời tiền bối nói, vậy có phải cũng có cả Thất Duy Bát Duy? Cô gái cười nói, người nói xem. Diệp Huyên lắc đầu, thực lực của ta không cho phép ta nghĩ những điều này. Cô gái lắc đầu, người phải nghĩ, ít nhất, phải nghĩ về Lục Duy. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta thật sự không hiểu tại sao thế giới này lại có nhị Duy Tam Duy Tứ Duy. Cô gái đột nhiên nói, trên thế đời này, con người chẳng phải cũng phân thành nhiều loại hay sao? Diệp Huyên nhìn sang cô gái cười nói, từ rất lâu về trước. Có một số người hô lên khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng, thực ra cách nghĩ này không hề sai, nhưng thật sự có thể chúng sinh bình đẳng không? Trong hiện thực, con người phân thành nhiều loại, người nói xem. Diệp Huyên trầm lặng. Cô gái lại nói, mà vũ trụ này cũng chia thành nhiều loại, trong vũ trụ bao la này, các nền văn minh cao nô dịch thậm chí hủy diệt các nền văn minh thấp, đó là chuyện rất bình thường. Yếu sẽ bị đánh, đây là chân lý mãi mãi không thay đổi. Diệp Huyên có chút tò mò, Lục Duy đang nô dịch chúng ta sao? Cô gái cười nói, mọi chuyện không đơn giản như vậy, càng phức tạp hơn một chút.
Diệp Huyên nhìn cô gái, tiền bối, vì sao người phải nói với ta nhiều như vậy? Cô gái cười cười, sau đó nói, vốn là thời gian dành cho ngươi vẫn còn nhiều, nhưng mà hiện tại, sự tình có chút chuyển biến. Diệp Huyên nhíu mày, ý gì? Cô gái chỉ vào dòng sông trước mặt, ngươi xem. Diệp Huyên nhìn dòng sông kia đột nhiên biến thành một dải ngân hà, mà ở sâu trong dải ngân hà kia, Diệp Huyên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng đi trong bầu trời sao, chỉ bước đi một cách chậm rãi như vậy. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái nhẹ giọng nói, nhìn thật kỹ. Diệp Huyên xoay đầu nhìn dòng sông. Đúng lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên dừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa có một khối tấm bia đá, phía trên tấm bia đá có bốn chữ to, sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu. Diệp Huyên nhíu mày. Khi ở Tứ Duy hắn từng nghe nói qua về nơi này, là một vùng cấm địa, nhưng hắn không đi. Sao cô gái váy trắng lại đến nơi này? Cô gái váy trắng nhìn tấm bia đá kia, khuôn mặt nàng không chút biểu cảm, trên đầu ngón tay kiếm khí một đen một trắng quấn lấy nhau. Đúng lúc này, một hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cô gái váy trắng cách đó không xa. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái, hư ảnh này là... Cô gái nhẹ giọng nói, ngươi cứ quan sát cẩn thận đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía dòng sông, đúng lúc này, bên trong sao trời cô gái váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm quang ngưng tụ trong lòng bàn tay của nàng. Khi luồng kiếm quang này xuất hiện, cả sao trời mất màu. Mà hư ảnh ở trước mặt nàng càng là lùi xa mấy nghìn trượng. Hư ảnh đột nhiên giơ hai tay lên, miệng nhanh chóng niệm gì đó, mà đúng lúc này, Diệp Huyên ở trước bờ sông lập tức biến sắc, toàn thân hắn bỗng nhiên nứt ra không hề có dấu hiệu báo trước, vô số máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, dòng sông trên không đột nhiên gian xuất hiện vô số xiềng xích màu đỏ máu, xiềng xích này giống như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy chân trời. Bên cạnh Diệp Huyên, cô gái lặng lặng nhìn, không nói gì cả, cũng không làm gì. Trong bầu trời sao, khuôn mặt của cô gái váy trắng đột nhiên trở nên rất dữ tợn. Thanh kiếm trong tay nàng bỗng nhiên bay ra. Suy! Trong nháy mắt hư ảnh kia bị chém thành hư vô. Mà lúc này, lực lượng thần bí trên người Diệp Huyên lập tức biến mất, xiềng xích màu đỏ máu phía chân trời cũng biến mất không chút tung tích. Trong bầu trời sao, cô gái váy trắng khuôn mặt dữ tợn, tay phải cầm kiếm, toàn thân tản ra lệ khí vô tận. Bờ sông, cô gái đột nhiên nhẹ giọng nói, bọn họ đang uy hiếp nàng. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, uy hiếp nàng. Cô gái gật đầu, dùng người để uy hiếp nàng. Sắc mặt của Diệp Huyên rất u ám, bọn họ là ai? Cô gái nhẹ giọng nói, có liên quan đến tiên tri, mù tiên tri có liên quan đến ngươi. Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn nhìn cô gái váy trắng đang phẫn nộ, đừng quan tâm ta, giết sạch bọn họ. Cô gái váy trắng bỗng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngay sau đó. Nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Đây không phải là hư ảnh, mà là bản thể thật sự. Gần như cùng một lúc, trong hiệu cầm đồ thiên đạo, tiểu đạo đang nằm bò trên quầy chợt ngẩng đầu nhìn về phía vũ tộc, trong mắt của nàng ta là sự kinh hãi. Bờ sông, cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, ta vẫn luôn không rời đi, là không yên tâm về người. Diệp Huyên trầm giọng nói, lo lắng ta cái gì? Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, ngươi còn quá yếu, ở thế giới này không an toàn. Diệp Huyên cười nói, ngươi xem, ta đã là phàm kiếm bậc 2 rồi. Cô gái váy trắng lắc đầu, vẫn chưa đủ. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, cô nên tin tưởng ta. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tin ta, một mình ta có thể đi tốt con đường kế tiếp. Ta không thể dựa vào cô cả đời. Ta cũng không muốn dựa vào cô cả đời. Cô gái váy trắng vẫn không nói lời nào. Diệp Huyên lại nói, ta làm được. Cô gái váy trắng đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng nhẹ nhàng vuốt má Diệp Huyên, ta rất sợ lại mất đi ngươi. Sợ. Bên cạnh Diệp Huyên, cô gái nhìn cô gái váy trắng, bọn họ biết điểm này, cho nên cố ý chọc giận ngươi. Cô gái váy trắng híp mắt lại, trong mắt đầy sát ý. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, vậy đi giết bọn họ. Cô gái nói, đây là điều bọn họ muốn, bởi vì một khi nàng rời đi, vũ trụ này sẽ không còn có gì có thể uy hiếp đến bọn họ nữa.
Diệp Huyên đột nhiên nắm chặt tay cô gái váy trắng, cười nói, cô không nợ vũ trụ này cái gì cả, cũng không nợ ta cái gì. Ta có thể cảm nhận được, cô rất muốn giết bọn họ, đúng không? Cô gái váy trắng gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy giết đi. Cô gái đột nhiên nói, một khi nàng rời đi, người sẽ nguy hiểm. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đây là kế trong kế. Diệp Huyên không thèm để ý cô gái, hắn nhìn cô gái váy trắng, cô tin ta không? Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, ta tin ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi nhiều thời gian hơn. Cô gái đột nhiên nói, ngươi ở chỗ này, vũ trụ này sẽ rất an toàn, hắn cũng sẽ rất an toàn. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, ta phải đi. Nghe vậy, cô gái bên cạnh Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Nàng ta biết, cô gái váy trắng ở trước mặt đã đưa ra được quyết định. Cô gái váy trắng tin tưởng Diệp Huyên. Cô gái rất muốn gầm lên giận dữ, người đàn ông ngươi tin tưởng đây căn bản không đáng tin cậy. Nhưng nàng ta biết, làm vậy căn bản không có tác dụng. Bởi vì trong lòng cô gái vô địch thiên hạ này, người đàn ông không đáng tin cậy ở trước mặt này là một bảo vật. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiên tri có liên quan gì đến ta? Cô gái váy trắng gật đầu, có người trốn trong tối thao túng vận mệnh. Diệp Huyên hỏi, ai? Cô gái váy trắng lắc đầu, không biết, ta phải đi lên mới có thể biết được. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, cô có đánh lại được không? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, thanh nhi của ngươi, vô địch trên đời. Diệp Huyên chớp chớp mắt, lợi hại. Cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, chúng sinh này, hàng ngàn hàng vạn ngân hà này, vũ trụ vô tận này, đều có vận mệnh của mình, có rất ít có thể thật sự thoát khỏi vận mệnh của bản thân. Ta ở tứ duy dùng kiếm niệm tìm kiếm ngọn nguồn của vận mệnh, muốn nhìn xem là ai đang thao túng, chính là, đối phương cách ta quá xa, ta không thể cảm ứng được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, muốn giải quyết nguồn gốc nhân quả trên người của ngươi, ta phải rời khỏi nơi này. Mà ta rời khỏi nơi này, con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Diệp Huyên gật đầu, cô yên tâm đi đi, ta sẽ đi tốt con đường tiếp theo. Cô gái váy trắng mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Khi ta rời đi, đi cùng ta một chút. Diệp Huyên cười nói, được. Cô gái váy trắng vung tay phải lên, nàng và Diệp Huyên lập tức biến mất, chỉ còn lại cô gái kia. Cô gái ngồi ở bờ sông, trầm lặng hồi lâu. Sau đó nàng ta nhẹ giọng nói, sắp biến thiên rồi. Chấm chấm chấm. Vu tộc. Cô gái váy trắng dẫn theo Diệp Huyên xuất hiện trong thành Vu tộc. Lúc này, A Mục xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. A Mục nhìn thoáng qua cô gái váy trắng, hơi hành lễ, chào tiền bối. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, không nói lời nào. Diệp Huyên kéo cô gái váy trắng, cười nói, dẫn cô đi ăn mì. Nói xong, hắn kéo cô gái váy trắng đi về phía xa. A Mục vội vàng đi theo. Diệp Huyên đưa cô gái váy trắng và A Mục rời khỏi Vu tộc, đi đến thành trực thuộc của Phù Văn Tông, cũng chính là Phù Thành. Phù Thành cũng không lớn, chỉ là một thành nhỏ. Trong thành rất phồn hoa, dòng người rất đông. Diệp Huyên đưa cô gái váy trắng và A Mục đến một quán mì. Diệp Huyên nhìn về phía ông chủ, cười nói, ông chủ, cho ba bát mì. Ông chủ cười to nói, được, khách quan chờ chút. Diệp Huyên tìm một vị trí. Sau đó dẫn cô gái váy trắng và A Mục ngồi xuống, hắn nhìn về phía cô gái váy trắng, cô đã từng ăn mì chưa? Cô gái váy trắng lắc đầu, chưa từng nếm qua. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, có bánh bao không? Bánh bao. Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, hắn đã trở lại. Trong tay hắn có hai cái bánh bao. Diệp Huyên đưa bánh bao đến trước mặt cô gái váy trắng. Nàng cầm lấy một cái bánh bao cắn nhẹ một miếng, sau đó nói, ngon. Diệp Huyên cười nói, ngươi thích ăn bánh bao. Cô gái váy trắng gật đầu. Diệp Huyên đang muốn nói, đúng lúc này, một luồng áp lực hùng mạnh đột nhiên cuồn cuộn đến từ phía chân trời. Cùng với sự xuất hiện của luồng áp lực này, cả phù thành rung lên dữ dội, tựa như động đất. Trong thành, rất nhiều người bị luồng áp lực này trấn áp nằm sấp trên mặt đất. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở bên cạnh đám Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thấy người đến, liền ngây người. Người này chính là thần công kia. Thần công nhìn Diệp Huyên, cười nói, nhân vương, ta đã tìm ngươi rất lâu. Nói xong,
gã giang hai tay, thực lực của ta đã khôi phục hoàn toàn, trừ phi thiên đạo đến, bằng không, không ai có thể bảo vệ ngươi. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Sắc mặt của Diệp Huyên trở nên có chút kỳ quái. A Mục bên cạnh Diệp Huyên khẽ cúi đầu, nàng ta khẽ gặm chiếc màn thầu mà Diệp Huyên đưa cho nàng, không nói gì. Cô gái váy trắng ở một bên cũng đang khẽ gặm màn thầu, từ đầu đến cuối, nàng ấy đều không nhìn lấy thần công kia một cái. Lúc này, thần công đột nhiên nhìn về phía A Mục, đại tế ti vu tộc, chẳng phải cô biết rất nhiều vu thuật sao? Nào, bổn thần cho cô một cơ hội, để cô thi triển vu thuật. A Mục vội vàng lắc đầu, không, không, ta đánh không lại ông là lợi hại nhất. Hai mắt thần công khẽ híp lại, gã lại nhìn về phía cô gái váy trắng, lúc nhìn thấy cô gái váy trắng, gã nhíu mày. Bởi vì gã không cảm nhận được khí tức của cô gái váy trắng. Thần công nhìn cô gái váy trắng, cô trông có vẻ như có tí tẹo môn đạo. Diệp Huyên cúi đầu gặm màn thầu, không nói gì. Cô gái váy trắng vẫn chẳng thèm để ý đến thần công. Thần công nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, cho cô một cơ hội ra tay đó. Cô gái váy trắng vẫn không nói gì. Thần công lại nói, nếu như cô không ra tay, vậy thì ta ra tay nhé. Dứt lời, tay gã cầm cây lao lạ nhẹ nhàng chỉ một cái về phía ba người Diệp Huyên, phóng ra một con rồng nước. Chính vào lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía thần công, tay phải nàng ấy cầm chiếc đũa trên bàn lên, khoảnh khắc sau đó, chiếc đũa bay ra. Xoẹt! Trong chớp mắt, con rồng nước kia trực tiếp vỡ tan, khoảnh khắc con rồng nước vỡ tan, mặt thần công ngay lập tức biến sắc, hai tay gã bỗng cùng ép ra, một đạo thủy vực vô hình xuất hiện trước mặt gã. Thủy vực! Sở dĩ gã trực tiếp triệu hồi ra con át chủ bài của bản thân, là bởi vì gã cảm nhận được sự nguy hiểm. Hơi thở tử vong! Xong, thủy vực của gã vừa mới xuất hiện, liền biến mất không chút dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Chiếc đũa kia đã ghim giữa trán thần công. Thần công ngây người ngay tại chỗ. Cô gái váy trắng nhìn về phía Diệp Huyên, giết không? Diệp Huyên lắc đầu, sau này để tự ta ra tay. Trong mắt cô gái váy trắng hiện lên một tia vui mừng, người trưởng thành rồi. Diệp Huyên cười nói, ta không thể lúc nào cũng ỷ lại vào cô được. Cô gái váy trắng khẽ nói, giữa ta và ngươi, không có cái gì mà ỷ lại với không ỷ lại, có điều. Ngươi quả thực cần phải trưởng thành, rất nhiều chuyện, vẫn cần bản thân ngươi tự đối mặt, nhân sinh, chỉ có bản thân tự trải qua nhân sinh mới gọi là nhân sinh. Diệp Huyên gật đầu, ta đã nhớ rồi. Lúc này, thần công ở phía xa kia đột nhiên run giọng nói, cô là thiên đạo sao? Cô gái váy trắng không nói gì, Diệp Huyên đứng dậy bước đến trước nồi canh, vừa nãy ông chủ kia đã bỏ chạy rồi. Diệp Huyên vớt mì trong nồi lên. Sau đó bưng đến trước mặt cô gái váy trắng và A Mục, cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên cười nói, nếm thử xem. Cô gái váy trắng gật đầu, nàng ấy cầm đũa lên gắp mì nếm thử, sau một gắp, nàng lại ăn thêm hai miếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, rất ngon. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhìn về phía A Mục, cô cũng nếm thử xem. A Mục gật đầu, nàng ta bắt đầu động đũa. Về phía bên này. Thần công kia không dám nhúc nhích, bởi vì chiếc đũa kia vẫn đang ghim ở giữa trán gã. Cô gái váy trắng càng ăn càng cảm thấy không tồi, chẳng mấy chốc, mì trong bát đã bị nàng ấy ăn sạch bách, sau đó nhìn phía Diệp Huyên, cho thêm một bát nữa. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, ta đi nấu cho cô. Dứt lời, hắn đứng dậy đi nấu mì. Cô gái váy trắng nhìn về phía A Mục khẽ nói, cô có thể cứu vũ trụ này, đúng không? Cô gái váy trắng lắc đầu. A Mục trầm giọng nói, cô không muốn ra tay. Cô gái váy trắng nhìn A Mục, ta chẳng nợ vũ trụ này cái gì cả, còn nữa, kiếp nạn này do tâm mà sinh ra, không phải sức người có thể ngăn cản. Đứng ở góc độ khác mà nói, kiếp nạn này xuất hiện, cũng chẳng phải là chuyện gì xấu. A Mục cười khổ, ta biết, nhưng, sẽ chết rất nhiều người. Cô gái váy trắng cầm màn thầu lên khẽ cắn một miếng, chết thì chết thôi. A Mục, cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên đang nấu mì ở đằng xa kia một cái, khẽ nói, hắn không chết là được rồi. A Mục trầm giọng nói, tiền bối, thật sự có vũ trụ lục duy sao? Cô gái váy trắng lắc đầu, chưa từng để ý đến. A Mục có chút không hiểu, tại sao?
Cô gái váy trắng cầm một chiếc đũa ở trên bàn lên vẽ một vòng tròn, bất luận là bao nhiêu duy thì đều nằm ở trong vòng tròn này. A Mục vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô gái váy trắng, sau đó nói, ý của tiền bối là, đều nằm ở trong một vũ trụ. Cô gái váy trắng gật đầu. A Mục khẽ nhíu mày, thế tại sao lại có vũ trụ tam duy, tứ duy, ngũ duy? Cô gái váy trắng hỏi ngược lại, đều là người, tại sao lại có răm bảy loại? A Mục trầm mặc. Cô gái váy trắng cầm chiếc đũa khẽ chỉ vào trong vòng tròn đó, người ở bên trên, sẽ không quan tâm đến sự sống chết của người bên dưới, giống như các ngươi sẽ quan tâm đến sự sống chết của sinh linh trong vũ trụ tứ duy sao? A Mục lắc đầu. Đừng nói là vũ trụ tứ duy, cho dù là ở vũ trụ ngũ duy, nàng ta cũng chỉ quan tâm đến tương lai của vu tộc. Cô gái váy trắng nhìn A Mục, cuộc sống của hắn, ta không muốn nhúng tay vào, bởi vì ta tin hắn sẽ đi đúng. A Mục gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyên bưng một bát mì đến đặt trước mặt cô gái váy trắng, cô gái váy trắng trực tiếp động đũa, lần này, nàng ấy ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch bách. Hơn nữa, đến cả nước canh cũng húp sạch. Cô gái váy trắng đặt đũa xuống, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ta phải đi rồi. Diệp Huyên sững người, sau đó khẽ nói, còn quay lại không? Cô gái váy trắng lắc đầu, ta ở bên trên đợi ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, được. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, lần này đi, ta không thể chăm sóc cho ngươi nữa rồi. Diệp Huyên cười nói, tin tưởng ta, ta sẽ sống sót để đi tìm cô. Cô gái váy trắng gật đầu, nàng ấy xòe lòng bàn tay ra, trong tháp giới ngục, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Cô gái váy trắng cầm thanh kiếm, sau đó nhìn về phía đường chân trời, ngay sau đó, cô đột nhiên cầm kiếm đâm một nhát về phía bầu trời, mở. Lời vừa dứt, tinh không ở phía xa kia đột nhiên vỡ ra. Diệp Huyên vội vàng nói, có thể hỏi cô một câu không? Cô gái váy trắng gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô là phàm kiếm sao? Cô gái váy trắng lắc đầu, không phải. Diệp Huyên sững người, sau đó nói, thế cô là cảnh giới gì? Cô gái váy trắng nhoài người ghé sát bên tai Diệp Huyên, không có cảnh giới. Dứt lời, nàng ấy đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời, chẳng mấy chốc, nàng ấy đã biến mất vào trong tinh không kia. Đi rồi. Nhìn cô gái váy trắng rời đi, Diệp Huyên có chút ngây người. Hắn biết, cô gái váy trắng lần này đi thật rồi. Nàng ấy đã đi đến vũ trụ lục duy rồi. A Mục ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, người bên trên lần này thực sự đã chọc giận cô ấy rồi. Nói đoạn, nàng ta dừng lại một chút rồi lại nói, đương nhiên, cô ấy chắc là cảm thấy ngươi có thể tự mình đối mặt với tất cả. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại. Từ giờ trở đi, con đường phía trước hắn thực sự chỉ có thể tự mình bước đi. Bởi vì cô gái váy trắng đã không còn ở đây nữa. Đúng lúc này, thần công ở cách đó không xa đột nhiên nói, nàng ta là ai? Diệp Huyên cười nói, người đoán xem. Thần công nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nàng ta đã đi rồi. Diệp Huyên gật đầu. Thần công đột nhiên cười khẩy, đi rồi mà người vẫn dám ngạo mạn như vậy. Diệp Huyên nhìn thần công, người có tin ta gọi cô ấy quay lại không? Nghe vậy, mặt của thần công ngay lập tức biến sắc. Gã nhìn Diệp Huyên một cái, ngươi thực sự tưởng rằng ta rất sợ nàng ta sao? Vừa nãy ta chỉ là chưa xuất ra toàn lực, cộng thêm bị nàng ta đánh một cách bất ngờ, nếu như ta xuất ra toàn lực, cùng với nàng ta giao thủ chính diện, ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Diệp Huyên và A Mục nghe vậy liền mắt chữ A mồm chữ O. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về phía A Mục, sau này ai mà nói Diệp Huyên ta ra mặt dày đệ nhất thiên hạ, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. A Mục do dự một chút rồi nói, ta cuối cùng cũng đã gặp được một người không biết xấu hổ hơn cả ngươi rồi. Diệp Huyên. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người Diệp Huyên và A Mục, sắc mặt của thần công có chút khó coi, gã đang định nói, thì A Mục đột nhiên nói, cô ấy hiện giờ vẫn chưa có đi quá xa đâu. Vẫn chưa có đi quá xa. Nghe vậy, mí mắt thần công khẽ giật, gã liếc nhìn tinh không phía chân trời một cái, khoảnh khắc sau đó. Gã nhìn về phía Diệp Huyên, món nợ của chúng ta, ngày khác sẽ tính. Dứt lời, gã xoay người biến mất nơi cuối chân trời. A Mục đột nhiên nói, vừa rồi ngươi nên để cho cô ấy giết hắn,
bởi vì hắn thực sự rất mạnh. Diệp Huyên cười nói, ta biết. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ nói, tiếp theo đây, mọi con đường đều phải dựa vào bản thân ta rồi. A Mục gật đầu, phải. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn. Sau khi nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời kia, lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến câu nói mà cô gái váy trắng đã nói lúc rời đi. Không có cảnh giới. Cảnh giới ở trên phàm kiếm chính là không có cảnh giới sao? Đúng lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi để cho nàng ta đi rồi. Diệp Huyên gật đầu, đi rồi. Tiểu Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi không sợ chết sao? Diệp Huyên cười nói, sao thế? Tiểu Đạo lắc đầu, rất nhiều người không ra tay, là bởi vì nàng ta, thế nhưng, một khi nàng ta rời đi, đám người đó sẽ không còn kiêng dè bất cứ điều gì nữa đâu. Diệp Huyên hỏi, cô nói đám người đó, là đám người nào? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi sẽ hối hận vì quyết định của bản thân. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Tiểu Đạo cười khẩy, tại sao ư? Ngươi thực sự tưởng rằng có một số người đối tốt với ngươi là bởi vì bản thân ngươi sao? Ngươi lầm rồi, bọn họ là bởi vì người con gái của vũ trụ tứ duy kia. Hiện giờ một khi nàng ta rời đi, ngươi tưởng rằng đám người đó sẽ còn nể mặt ngươi sao? Đang định nói, thì đúng lúc này, một đường hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía đường chân trời. Người đến, chính là người mà Diệp Huyên quen. Ác Ma Nhạn. Ác Ma Nhạn nhìn về phía tinh không kia, khẽ nói, cuối cùng cũng đã đi rồi sao? Diệp Huyên nhìn Ác Ma Nhạn, Nhạn cô nương, người đừng nói với ta, người tới tìm ta là để đòi tháp nhé. Ác Ma Nhạn chớp mắt, không phải ta tới đòi, mà ta tới để mượn. Chỉ là mượn dùng thử, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu, đúng chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vốn tưởng rằng, chúng ta có thể làm bạn. Ác Ma Nhạn cười nói, đối với bản thân ta mà nói, ta rất thích ngươi, chỉ là, ta phải nghĩ cho tộc nhân của ta. Diệp Huyên cười nói, nếu như thư phòng đó thực sự có thể ngăn chặn được kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy, các người đi theo ta. Không giống nhau sao? Ác Ma Nhạn nhìn Diệp Huyên, nhưng theo ta thấy, thư phòng đó e là chỉ có thể giữ cho một bên được an toàn. Hơn nữa, ta không thích đem sự sống chết của tộc nhân mình giao trong tay kẻ khác, ta với vận mệnh của tộc nhân, tốt nhất vẫn là tự mình nắm chắc trong tay mình thì hơn. Nói đoạn, tay phải nàng ta từ từ nắm chặt lại, sau đó cười nói, ngươi có thể lựa chọn hòa bình, bởi vì, ta cũng không muốn vấy phải máu của ngươi. Nhưng... ta cũng nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không muốn Phủ Văn Tông và Thư viện Vạn Duy phía sau ngươi hóa thành cho tàn, thì tốt nhất nên đưa ra một lựa chọn thông minh. Ác Ma Nhạn vẫn còn muốn nói gì đó, thì Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, ta chọn chiến. Ác Ma Nhạn nhìn Diệp Huyên, không còn nàng ta, ngươi sẽ phát hiện ra, cái mà ngươi gọi là khí phách nó nực cười đến mức nào. Lời này vừa thốt ra, không gian phía sau nàng ta đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó. Vô số ác ma bay ra. Chiến. Diệp Huyên chưa từng nghĩ đến, cô gái váy trắng vừa rời đi, đám người đó liền sẽ không nhịn được mà động thủ. Mà hắn càng không ngờ được, người động thủ đầu tiên lại là Ác Ma Nhạn này. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên đã hiểu một câu nói. Nhiều khi, tình bạn được xây dựng dựa trên thực lực lớn mạnh hoặc một nền tảng vững chắc. Đây chính là hiện thực. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười. Hắn không hối hận vì đã để cô gái váy trắng rời đi, ngược lại, tâm của hắn chẳng có bất kỳ gông cùm nào. Lúc này, A Mục đột nhiên đưa tháp giới ngục cho Diệp Huyên, bên trong, có tất cả bảo vật của hắn. Diệp Huyên mỉm cười, có kiếm là đủ rồi. Dứt lời, tay hắn cầm kiếm Thiên Chu phóng lên trời. Tầng thứ hai của phàm kiếm. Lúc nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Tiểu Đạo ở phía xa bỗng híp lại. Nàng ta không ngờ được rằng, Diệp Huyên vậy mà đã đạt đến tầng thứ hai của phàm kiếm. Theo như nàng ta thấy, với tâm cảnh của Diệp Huyên, ít nhất vẫn cần mấy năm nữa mới có thể đạt đến tầng thứ hai của phàm kiếm. Mà điều quan trọng nhất là, nàng ta phát hiện ra Diệp Huyên đã trở nên có chút không giống lúc trước rồi. Tự tin. Trên người Diệp Huyên lúc này, đã bớt đi một tia láo cá, nhiều hơn một chút tự tin. Trên bầu trời. Ác Ma Nhạn nhìn Diệp Huyên, tầng thứ hai của phàm kiếm. Diệp Huyên cười đáp, phải.
Ác ma nhạn khẽ cười nói, vẫn vượt ngoài dự liệu của ta, ta. Diệp Huyên đột nhiên cười lớn nói, muốn đấu thì đấu lẹ đi, nói nhiều như thế để làm gì. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt! Một tiếng kiếm vang lên chấn động đất trời. Phía xa, hai mắt ác ma nhạn khẽ híp lại, bàn tay ngọc ngà của nàng ta nhẹ nhàng chỉ về phía trước một cái, một chỉ tay này xuất ra, một chỉ tay hư ảo màu đen liền đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, trước chỉ tay màu đen, một sợi kiếm quang đột nhiên dừng lại. Lúc này, chân phải của Diệp Huyên dẫm mạnh xuống đất, tay phải cầm kiếm đâm về phía trước. Ầm, chỉ tay màu đen kia đột nhiên biến mất, mà chính vào khoảnh khắc này, ác ma nhạn kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, tay phải nàng ta nhẹ nhàng xoay chuyển, sau đó tạo ra một xoáy nước màu đen ấn về phía trước ngực Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên không hề phòng ngự một chưởng này, hắn đâm một kiếm về phía cổ họng của ác ma nhạn. Lấy thương đổi mạng. Xong, lúc nhát kiếm này của hắn còn cách cổ họng ác ma nhạn nửa tấc. Hai ngón tay trái của ác ma nhạn đã kẹp lấy kiếm thiên chu của hắn, thế nhưng, tay của nàng ta lại ngay lập tức đã ấn vào ngực của Diệp Huyên. Bộp! Diệp Huyên ngay lập tức bị đánh lùi về phía sau cả trăm trượng, vừa mới dừng lại, khóe miệng hắn liền tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn còn bị một luồng khí màu đen bao phủ lấy, luồng khí màu đen này đang ăn mòn kim thân bất diệt của hắn. Phía xa, ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, cười nói. Ta sống nhiều năm như vậy, số lần chiến đấu nhiều hơn ngươi gấp hàng nghìn lần, xét về phương diện ý thức chiến đấu, ngươi so với ta, khả năng kém hơn không ít. Còn về kim thân bất diệt của ngươi, ta đã từng nói với ngươi, loại thân thể cấp bậc này quả thực hiếm thấy, người bình thường khó mà đã thương được, có điều ta không phải người bình thường. Ta! Chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Ác ma nhạn đột nhiên giang tay chặn ngang, phía trên cánh tay. Một đường sáng màu đen bao phủ, cú chặn này vừa hay đã chặn được một đạo kiếm quang, mà Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì một chưởng tay của ác ma nhạn đã đập vào phần bụng hắn. Bộp! Cả người Diệp Huyên trực tiếp cong người bay đi, có điều, chính vào lúc hắn bay đi, kiếm thiên chu trong tay trực tiếp bay ra, chém thẳng về phía đầu của ác ma nhạn. Thế nhưng, kiếm còn cách đầu nàng ta nửa tấc đã dừng lại, bởi vì hai ngón tay trái của nàng ta đã trực tiếp kẹp được kiếm. Nhưng chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng ta, hai mắt ác ma nhạn hơi híp lại, nàng ta đang định ra tay, Diệp Huyên trực tiếp ôm chặt lấy nàng ta, sau đó đầu của hắn đập mạnh vào mặt tiền của nàng ta. Bộp! Lần này, ác ma nhạn không có phòng vệ, trực tiếp bị Diệp Huyên đánh trúng, mà sau khi trúng chiêu, Diệp Huyên cũng không hề dừng lại, hắn dùng tay làm kiếm, bất thình lình chém về phía sau gáy của ác ma nhạn. Thế nhưng, trước khi kiếm tay còn chưa chạm đến da của ác ma nhạn, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên đánh bay hắn ta, lần bay này, là hàng trăm trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, tay phải hắn xòe ra, kiếm thiên chu xuất hiện trong tay hắn. Phía xa, ác ma nhạn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chọc giận ta, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, phía xa xa, sau lưng ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện một đôi cánh ác ma. Khoảnh khắc đôi cánh này xuất hiện, Diệp Huyên chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức tử thần, theo bản năng mà đưa hai cánh tay về phía trước ôm chặt lấy đầu để bảo vệ phần đầu. Ầm, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên xông đến phía trên hai cánh tay của hắn. Bộp, cả người Diệp Huyên điên cuồng lui về phía sau, mà đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn khác, Diệp Huyên bỗng dậm mạnh chân phải một cái, vực. Đùng đoàng. Trước mặt Diệp Huyên, một dư ảnh đột nhiên dừng lại, chính là ác ma nhạn kia. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, kiếm vực. Hai tay Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm chém mạnh một nhát. Ác ma nhạn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, nhát kiếm này của Diệp Huyên chém vào không khí. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía ác ma nhạn khẽ nhếch môi, hay cho một kiếm vực. Nói xong, lòng bàn tay phải của nàng ta xòe ra, ngay sau đó. Trên bầu trời phía xa kia lặng lẽ xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen, lúc bàn tay này xuất hiện, không gian nơi này ngay lập tức sôi lên sùng sục. Đùng đoàng, đất trời rung chuyển. Bên dưới, tiểu đạo đột nhiên khẽ nói, bàn tay ác ma. A Mục nhìn về phía tiểu đạo, rất lợi hại sao? Tiểu đạo gật đầu, lợi hại. A Mục ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Huyên trên bầu trời, dùng khiên,
phiên thái cực. Trên bầu trời, Diệp Huyên nhìn bàn tay ác ma kia, trực giác mách bảo hắn rằng, hắn đỡ không nổi bàn tay này. Ý của A Mục là muốn hắn dùng khiên thái cực. Khiên đứng đầu của nhân tộc. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, không cần. Dứt lời, hắn nhìn về phía kiếm Thiên Chu trong tay phải mình, kiếm của ta là đủ rồi. Lời vừa thốt ra, hắn bỗng dậm chân phải một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Tin tưởng vào kiếm. Tin tưởng vào bản thân. Phía xa, tay phải của ác ma nhạn bất thình lình rơi xuống. Bàn tay ác ma từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc, cả bầu trời trực tiếp trở nên hư ảo, mà lúc này, Diệp Huyên đã đâm một nhát kiếm vào bàn tay ác ma kia. Ầm! Bàn tay ác ma run rẩy kịch liệt, vô số vết nứt xuất hiện, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên, bất thình lình cầm kiếm xoay một cái. Đùng đoàng! Bàn tay ác ma kia trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Sau khi phá nát bàn tay ác ma chỉ với một nhát kiếm, Diệp Huyên nhìn về phía ác ma nhạn đang ở phía xa, ác ma nhạn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người quả thực đã không giống với lúc trước rồi. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, khẽ nói, xin lỗi. Hắn trước đó đã dựa dẫm quá nhiều vào ngoại vật, điều này thật ra là do hắn không có lòng tin vào bản thân, không có lòng tin vào kiếm Thiên Chu. Thứ mà kiếm tu nên dựa vào nhất, thực ra chính là kiếm. Nghe được lời này của Diệp Huyên, kiếm Thiên Chu đột nhiên rung lên, một tiếng kiếm kêu vang chấn động. Phía dưới, A Mục đột nhiên mỉm cười. Diệp Huyên quả thực đã không còn giống với trước kia nữa rồi. Tự tin, Diệp Huyên của hiện giờ, giống như một kiếm tu lớn mạnh, thực sự rất khủng bố. Cơ thể của ác ma nhạn đột nhiên bay vọt lên, mà chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc Diệp Huyên vừa chuyển động, ác ma nhạn cũng muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí bao trùm lấy nàng ta. Kiếm vực. Nếu không có kiếm vực trấn áp, với tốc độ của ác ma nhạn, hoàn toàn có thể bị treo lên đánh hắn. Vì vậy, hắn với ác ma nhạn giao thủ, bắt buộc phải dùng kiếm vực để trấn áp. Sau khi kiếm vực trấn áp được tốc độ của ác ma nhạn, Diệp Huyên vừa hay đã đến trước mặt nàng ta, sau đó chém xuống một nhát kiếm về phía đầu của ác ma nhạn. Mặt của ác ma nhạn không chút cảm xúc, đôi cánh ác ma sau lưng nàng ta đột nhiên hóa thành một đường sáng màu đen chém về phía Diệp Huyên, ngay lập tức, Diệp Huyên liền trực tiếp bị nhấn chìm. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Phía dưới, Tiểu Đạo nhìn về phía chân trời, khẽ nói, hắn thay đổi rất nhiều. A Mục cười không nói gì. Tiểu Đạo nhàn nhạt nói, có điều, cứ tiếp tục đánh như vậy, người thua sẽ là hắn. A Mục lắc đầu, ta lại không thấy vậy. Tiểu Đạo nhìn về phía A Mục khẽ nói, Tiểu Đạo cô nương có thể nhìn kỹ thử. Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên trên trời, rất nhanh, nàng ta chau mày, bởi vì nàng ta phát hiện. Diệp Huyên càng đấu càng hăng. Tiểu Đạo trầm giọng nói, hắn vừa mới đột phá. Chiến đấu có thể khiến hắn trở nên càng lúc càng mạnh. A Mục gật đầu. Tiểu Đạo khẽ nói, giờ thì ta đã có chút hiểu được vì sao cô gái váy trắng đó lại rời đi rồi. Trên bầu trời, Diệp Huyên và ác ma nhạn vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Có điều, Diệp Huyên đã bị áp chế. Mặc dù bị áp chế, thế nhưng tình hình lại vẫn có thể coi là lạc quan. Không chỉ vậy, Diệp Huyên càng đấu càng hăng. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyên trong lúc giao thủ với ác ma nhạn có sơ sẩy một chút, ngay lập tức bị ác ma nhạn đấm một quyền vào ngực. Bộp! Diệp Huyên trong chớp mắt bay lộn ngược cả trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, ác ma nhạn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Huyên từ trên bầu trời liên tiếp lùi về phía sau, một quyền này, hắn đã bị đánh lui ra xa cả vạn trượng. Lần này, ác ma nhạn không cho Diệp Huyên có cơ hội để thở, điên cuồng ra đòn tấn công. Phía dưới, sắc mặt của A Mục xa sầm xuống. Ý thức và năng lực chiến đấu của ác ma nhạn này vẫn mạnh hơn Diệp Huyên rất nhiều, có điều cũng là chuyện bình thường, ác ma nhạn này chính là cường giả chủ tế cảnh đỉnh cao cổ xưa. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía chân trời đột nhiên từ bỏ phòng ngự, để mặc cho ác ma nhạn đấm một quyền vào ngực mình, mà chính lúc này, hai tay Diệp Huyên đã ôm chặt lấy cánh tay của ác ma nhạn, sau đó bất thình lình kéo mạnh về phía mình một cái. Hai người va chạm, sau đó cả hai người điên lùi về phía sau. Trên bầu trời,
Sau khi ác ma nhạn dừng lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, khoảnh khắc này, trong mắt nàng đã hiện lên một tia sát khí lạnh ngắt. Nàng ta không có ra tay nữa, bởi vì nàng ta biết mình không thể giết chết Diệp Huyên trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, Diệp Huyên đang lợi dụng nàng ta để luyện tập, nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Huyên sẽ càng lúc càng mạnh. Dây dưa thì sinh biến. Nghĩ đến đây, ác ma nhạn đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, người đã thành công chọc giận ta rồi. Vốn dĩ, ta chỉ muốn lấy đồ, nhưng hiện giờ, ta còn muốn giết người nữa. Dứt lời, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần đế, người không ra tay sao? Sau một lúc vắng lặng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức lớn mạnh. Thần đế, tộc thần linh, hai tộc vốn đối địch nhau này giờ đã liên thủ rồi. Thần đế nhìn Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, nếu người bằng lòng giao hai thần vật đó ra, tộc thần linh ta lập tức rời đi, đồng thời, người vẫn là bằng hữu của tộc thần linh ta. Diệp Huyên cười nói, làm gì có bằng hữu nào đi cướp đồ của bằng hữu mình chứ? Diệp Huyên ta khinh thường loại bằng hữu như các ngươi. Nói xong, tay hắn cầm kiếm Thiên Chu chỉ thẳng vào thần đế và ác ma nhạn, muốn thư phòng sao, nào, tới đây, giết ta trước đi. Thần đế đứng ở nơi chân trời, im lặng nhìn Diệp Huyên. Ông ta vẫn còn hơi băn khoăn. Dù cô gái váy trắng đã rời đi, nhưng Diệp Huyên và thiên đạo cũng có quan hệ không thể nói rõ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.